sư thích ca mâu ni phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thêm bồ tát ma tát nam mô bản tôn địa tạng vương bồ tát ma tát tác đại chứng minh à, kinh kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể đạo tràng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo pháp hội quán âm tam thời niệm pháp sự toàn tập các quý vị xem kinh văn trang số 49 à, hôm nay chúng ta học và nghiên cứu về bài giảng bài khai thị thứ tư ở trong 15 bài khai thị ở trong pháp hội quán âm tam thời niệm phần bài khai thị thứ tư này chúng ta thấy là mở đầu là một câu kệ với bốn dòng mỗi dòng là bảy chữ bốn bài hai mươi tám chữ ở trong câu kệ hay bài kệ đầu tiên của bài khai thị thứ tư này chúng ta thấy là bài khai thị nói là sa bà thế giới nhiều đau khổ sáu đạo luân hồi thảy tại tâm nếu biết tâm này thường chẳng đổi biển sầu đau khổ được dừng ngay ở à, đấy là cái bài kệ tôi xin uh, nói sơ lược qua về cái ý nghĩa sa bà thế giới nhiều đau khổ ở đây là chỉ cho gì chỉ cho cái sự đau khổ ở thế giới sa bà của chúng ta cõi à, nam thiệp Bộ châu của chúng ta này theo trong kinh địa tạng thì gọi là cõi nam thiệp Bộ châu à, một số các kinh thì gọi cõi của chúng ta là cõi gì cõi uh, diêm phủ đề hay còn gọi là cõi gì nam diêm phủ đề hay có có sách thì còn gọi là cõi nam diêm à, có kinh sách thể dịch là cõi nam diêm đấy là chưa thật tức là gì biết nói tắt nói đầy đủ là cõi nam diêm phủ đề hay là cõi diêm phủ đề Đó. và chúng ta hay thấy là trong kinh địa tạng chúng ta hay tụng hàng ngày đó hay tụng hàng ngày đó thì có dịch là gì? cõi nam thiệm bộ châu hay này chúng ta ở đây hay thấy này hay gọi rất phổ biến ở trong các kinh điển đại thừa của phật giáo này gọi là cõi sa bà cõi sa bà vì sao mà dịch là cõi sa bà từ xa bà có nghĩa dịch là phiên âm từ tiếng tiếng phản âm dịch hiểu theo nghĩa tiếng việt chúng ta tiếng hán tiếng hán việt có nghĩa là gì? kham nhẫn từ xa bà có nghĩa là kham nhẫn nếu phiên âm theo từ hán việt còn hiểu theo từ ngữ việt dịch của chúng ta kham có nghĩa là kham khổ nhẫn tức là gì? nhẫn chịu vì sao lại gọi thế giới của chúng ta này là cõi cõi kham khổ và nhẫn chịu? Vì ở thế giới này Đức Phật nói là có thánh phàm đồng cư. Cõi này là cõi của thánh phàm đồng cư. Mà đã gọi là phàm thì có rất nhiều những gì? Những kẻ ác. Thánh tuy có cũng nhiều đấy, nhưng mà phàm thì thường thì nhiều hơn. Cho nên kẻ ác làm nhiều. Vì vậy mà ba đường ác đạo là gì? Lại càng nhiều hơn nữa. Vì sao? về những kẻ ác Đức Phật nói là thầy đều đọa trong ba đường ác đó Địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó Cho nên Ở thế giới này Chúng ta thấy này Ba đường ác khổ thì đã đành rồi Nhưng chúng ta ở cõi người này Được gọi là cõi gì Vừa thiện vừa ác đều có Nhưng không may Hoặc là do nhân quả Mình cứ nói đúng hơn Nói là may rủi ở đây chắc Đây là nói là từ của thế gian Còn nói đúng theo Nhà Phật gọi là nhân quả đến khi chín mùi mặc dù đời này chúng ta làm thiện nói lời thiện hành động thiện nhưng vẫn bị kẻ ác này. nó chọc nó phá nó quấy chúng ta nó làm cho chúng ta thì khó để mà thành tựu được cái hạnh nguyện thiện của mình được thì đấy này, theo như nhân quả Đức Phật nói đấy chính là cái nhân ác đời trước chúng ta gieo Đời này thì nó chín mùi và nó trổ quả vậy Chứ không phải là may rủi ở đây cả May rủi là từ nói theo thế gian thôi Còn theo Phật Pháp thì gọi là nhân quả chín mùi Có vay hay có trả Nay chúng ta học Phật muốn cho hết sạch cái cái quả báo xấu ác ở đời sau thì phải dừng ngay cái gieo cái nhân gì nhân xấu ở đời này đời này chúng ta không gieo nhân xấu nữa thì mới mong có thể được hưởng những cái sự an vui thành thơi hạnh phúc an lạc ở đời sau cho nên đó, cái từ xa bà thế giới nhiều đau khổ này chính là cái câu khẳng định chúng tôi thì cũng rút ra ở trong kinh phật thôi đây chúng tôi không 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 phải bịa ra mà qua nhiều năm tu tập Đúc kết lại Nhiều năm học Phật Nhiều năm tu tập Đúc kết lại thành thành một cái Cái trình thể của bài kệ này Nói là xa bà thế giới nhiều đau khổ Sáu đạo luân hồi Thảy tại tâm Sáu đạo luân hồi ở đây Đạo ở đây này, là, là nẻo Sáu đạo ở đây tức là sáu nẻo luân hồi sáu đạo ở đây là gì? Đó là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh vậy. Sáu đạo luân hồi. Tất cả đều gì? Phật nói đều do đều do tâm chúng ta vậy. Trong kinh luận nhà Phật thường nói gì? Thập ban pháp giới họa thành đồ. Trực chỉ nhân tâm hội giả vô. tức là gì mười cái bức tranh 10 pháp giới bức tranh ở đây là gì tức là tứ thánh lục phàm đó tứ thánh là phật a la phật bồ tát này duyên giác này và a la hán này đó gọi tứ thánh lục phàm tức là cộng thêm sáu cái phàm lúc nãy chúng tôi nói thiên nhân a tu la địa ngục cả quỷ súc sinh đó sáu quái thánh bốn quái phàm cộng lại thành 10 gọi là thập ban pháp giới họa thành đồ tức là 10 cảnh giới ở khắp trong pháp giới kia nay vẽ thành gì cái 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 bức tranh hoặc là cái bức tranh của 10 cảnh giới tứ thánh lục phàm đó nay chỉ thẳng lên vào tâm người trực chỉ nhân tâm tức là chỉ thẳng vào tâm người hội giã vô nếu mà hội được hội tức là gì là ngộ là hội nhập là ngộ nhập được thì tất cả đều là gì là không giống như trong tư tưởng bát nhã tâm kinh đức phật nói gì? bồ tát quán tự tại bồ tát khi thực hành gì sâu xa được pháp bát nhã ba la mật đa ngài xoay thấy, xoay tức là quán đấy, quán thế thì năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách đó. Năm uẩn đều không, năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, tất cả đều là không. cho nên, cho nên không thấy có khổ đau, không có thấy có phiền não và không có sự chấp trước ràng buộc ở trong đó. cho nên ở đây á, nói là sáu đạo luân hồi thảy tại tâm. Vì sao lại sáu đạo là thảy tại do tâm của chúng ta? Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là gì? Nhược nhân dục liễu chi Tam thế nhất thiết Phật Ưng quán pháp giới tính Nhất thiết duy tâm tạo Chúng ta hay đọc là ưng quan Nhưng thực tế nó là ưng quán nên chúng ta đọc cho nó quen hay đọc quen là ưng quan pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo. Thế nào là nhược nhân dục liễu chi? Thế nhược nhân dục liễu chi tức là nếu người muốn biết rõ. Muốn biết rõ cái gì? Muốn biết rõ được gì? Muốn biết rõ được tính pháp giới. Muốn biết rõ được ba đời chư Phật Nhược nhân dục liễu chi Tam thế nhất thiết Phật Tức là biết được gì Biết được ba đời tất cả chư Phật Do đâu mà thành Thành để làm gì Thành rồi đi về đâu Vân vân Muốn biết được tất cả ba đời nhất thiết chữ Phật đó Thì gì Ưng ừ, quán pháp giới tính Tức là nên quán gì quán ở trong cái pháp giới gì? Pháp giới tính ở đây tức là pháp giới tự, tự tâm của mình vậy. Hướng vào trong. Quan tức là gì? Hướng ra ngoài xem bằng gì? Xem bằng con mắt. Quán tức là hướng vào trong xem bằng gì? Xem bằng tâm. Xem bằng niệm niệm suy nghĩ, niệm niệm giấy khởi ở trong gì? Trong a lại ra thức của mình vậy. Mỗi một niệm khởi lên chúng ta biết rõ được nó niệm thiện niệm ác tất cả đều để buông xuống theo quan điểm tư tưởng của nhà thiền thiện ác tất cả đều dùng hai từ gì buông xuống khổ đau hay hoan lạc vui vẻ hay là hay là đau khổ tất cả đều gì? đều dùng hai từ buông xuống Đó. Buông đây phải buông thật sự chứ không phải là nói hai từ buông xuống ở đầu môi chấp lưỡi đâu. Buông thực sự từ ở bên gì? Bên trong buông xuống. Buông là gì? Tức là không chấp trước. Thì người đó sẽ được giải thoát, sẽ được tự do, tự tại, sẽ không còn phải bị phiền não ràng buộc nữa. Cho nên, đó, Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật, Đức Phật nói, gì? muốn biết được ba đời tất cả chữ Phật thì nên gì nên quán tính pháp giới hướng tâm vào trong quán cái tự tính thanh tịnh từ bi bình đẳng ở trong tâm mình đó khi mà gì? hiểu rõ nó thì đó chính là gì tính của nó đồng với gì pháp giới không khác pháp giới và tâm mê thì gọi là gì? có hai ngộ thì không hai hay không khác Cho nên Phật mới dạy gì? Nên quán tính pháp giới Nhất thiết duy tâm tạo Tất cả đều do Đều do tâm tạo nên vậy Tâm tưởng nên vậy Tâm vẽ nên vậy Tâm họa nên vậy Và tâm gì? Tâm chúng ta tạo ra sinh tử Khổ đau, bồ đề hay niết bàn Đó đều là gì? Do tâm Cái này hơi sâu sắc không phải là hơi sâu sắc mà thực sự sâu sắc nếu dùng bằng lời lẽ bằng văn tự không thể diễn tả hết được tại đây chúng tôi chỉ nói về ý nghĩa về à, âu cố văn tự mà thôi chứ còn nếu mà dùng bằng văn tự mà diễn tả hết cái bài kệ này thì bài kệ này là gì là then chốt của kinh hoa nghiêm Cho nên nếu mà dùng lời nói, dùng ngoài bút để diễn tả thì quả thật giống như người gãi ngứa ngoài giày vậy. Các vị biết người gãi ngứa ngoài giày thế nào chứ? Tức là người đi giày mà bị ngứa mà cứ gãi ngoài gì phía ngoài giày thì nó có khỏi ngứa không? Có đỡ ngứa không? Chắc chắn là không. Thế nên ở đây tôi tôi mới nói gì Tôi chỉ nói cái ý nghĩa của văn tự bên ngoài Sơ sơ chúng ta hiểu một chút thôi Chứ còn muốn hiểu được Thì phải nên quán tính pháp giới ở trong nội tâm mình Bao giờ chúng ta hiểu được Quán và hiểu được tất cả đều do tâm tạo Thì chúng ta sẽ được gì Lúc đó chúng ta sẽ liễu ngộ được Tất cả Ba đời mười phương hết thảy chư Phật Mục đích xuất hiện để làm gì xuất hiện rồi thì làm gì và xong rồi nhập điện bàn thì các ngài đi đâu các ngài về đâu vân vân là tất cả những câu hỏi có sinh hay không có tử hay không thực sự có sinh tử ở đời sau hay không có việc tái sinh hay không có việc đầu thai hay không và có việc đời này làm ác đời sau bị nhân quả báo ứng hay không hay đời này làm thiện đời sau được quả báo tốt đẹp hay không đều có câu trả lời hết ở đây ở trong đó Tâm chúng ta đã liễu rồi Thì tất cả đều có câu trả lời trong đó Tự mình gì Tìm được câu trả lời Thì không quản vướng mắc ở đâu nữa Đó gọi là gì Gọi là rốt ráo Giác ngộ vậy Giác ngộ được đến nơi nơi tận cùng Thì mình sẽ hiểu biết được Đến cái Cái chỗ cội nguồn của, của Pháp Vốn tất cả cũng đều do tâm cả Cho nên ở đây Chúng tôi mới mới nói là sáu đạo luân hồi, tất cả đều do gì? Do tâm. Trong kinh Đức Phật nói nếu mà làm thiện thì đức sự được sinh lên lên trời. Tâm nghĩ thiện, miệng nói thiện, thân làm thiện. Tức là ba nghiệp thân khẩu ý đều làm thiện thì sẽ hướng gì? Hướng thần thức của chúng ta đi lên. Tôi lấy một cái ví dụ hôm nay chúng ta làm được nhỉ? một việc tốt hai việc tốt nhấn đến năm bảy việc tốt nhấn đến thì rất nhiều việc tốt chắc chắn lại đến tối thì chúng ta nằm ngủ chúng ta gì sẽ ngủ ngoan giấc hơn và chúng ta sẽ nếu có ngủ mơ thì sẽ mơ thấy giấc mơ gì giấc mơ rất là gì là đẹp còn ngày hôm nay chúng ta làm một việc ác hai việc ác nhấn đến rất nhiều việc ác Tối lại xin lỗi các quý vị Nằm ngủ chằn chọc lăn lên lộn xuống Thậm chí con chuột nó chạy dục dịch Chúng ta tưởng là gì Tưởng là người khác đến phát giác và bắt mình Và gì? giết mình Không dám ngủ Ngủ không ngon Ăn cũng gì Cũng chẳng ngon Ngủ thì chẳng yên Cũng là một con người chúng ta Cũng là chúng ta vậy nhưng mà hành động thiện Chúng ta thấy ăn ngoan, ngủ yên Tinh thần thư thái Còn cũng là chúng ta Nhưng chúng ta làm việc xấu, việc ác Chúng ta thấy ăn không ngoan, ngủ không yên Tinh thần thì lo lắng Sao xuyến, bồi hồi, dạo rực Lo âu, thậm chí là gì Là phiền não, nhiệt não Sợ sệt Đó cho nên á Chúng ta thấy nhân quả ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Nếu muốn biết để nhân quả ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Nhân quả chính là ở đó Ở chính trong hành động Ý nghĩ lời nói việc làm của chúng ta đó Chúng ta đừng có nghĩ rằng á những tên gì những tên tước tướng cướp giết của hại người không chớp mắt là không biết lo sợ không có đâu các quý vị cướp cửa hại người không chớp mắt cũng gì cũng phải lo sợ khi mà đối trước gì đối trước công an đối trước gì những người điều tra giỏi tên tướng cướp lì lợm tướng cướp lì lợm chúng ta thấy nó có thể qua mặt được gì những nhân viên an ninh mới vào nghề điều tra chưa có kinh nghiệm nhưng những cán bộ mà lâu năm có kinh nghiệm điều tra không qua mặt được họ lì lợm đến đâu cũng phải khai à, hôm trước tôi đọc thấy một cái bài báo à, có một cái trường hợp giết người ở, ở trong đằng trong của hình như thành phố hồ chí minh hay là hay là tỉnh nào mạn trong mà cách đây gì mấy năm trước Cái tên đấy gì? giết người ở tại trong nhà thờ luôn ừ. Giết người tại trong nhà thờ Mà giết người đang có mang cơ Giết người đang có thai ở trong nhà thờ Giết người xong thì hắn đi ra vẫn sống bình thường Không có ai biết hắn lại giết người cả Nó giấu xác hai mẹ con của à, cái cô ấy để Xấu số để xuống dưới trong cái giếng của nhà thờ nó vứt xuống cái giếng khô không dùng nữa, vứt xuống giếng không dùng nữa, nó đẩy nắp lại, đẩy tấm tôn lại, và nó lại sang sống bình thường như ai. Cách đó một thời gian không xa, cái khi mà bị điều tra cái một cái vụ án khác, khi mà gọi nó lên, gọi nó lên thì bình thường nó cũng như là không, Để xong rồi có một gì, có một cái nhân viên cấp cao ngành an ninh điều tra lão luyện khi mà chỉ cần thì hỏi nói nói qua nói qua được cái tên của cái cái cô bị giết ở trong nhà thờ đó mấy tuần trước nó nói ra một cái thì nhìn thấy nó thay đổi sắc mặt một cái nhân viên cấp cao an ninh kia đổi ngay cái phương án đấu tranh này không đấu tranh vào cái vụ án mới nữa mà đấu tranh cái vụ án này giết người ở trong nhà thờ mất xác mấy ngày hay mấy tuần trước gì đó báo nó không biết rõ lắm nhưng có cái là là thân thể cũng bắt đầu phân hủy rồi thì mới tìm ra được và đấu tranh vào đó mà cái gì nó sợ quá run bần bật và nó nó phải khai hết đó chúng ta thấy lì lợm đến đâu khi mà thì gặp vào những trường hợp thì có kinh nghiệm lão luyện thì nó đều phải tỏi ra hết Mà đặc biệt là ngành an ninh của thì công an của việt nam chúng ta để gọi là bậc thầy về điều tra <laughs> giỏi lắm chúng ta phải nói là ngành an ninh của chúng ta rất giỏi gần như tất cả những vụ án đặc biệt không qua được mặt của gì của ngành an ninh của đất nước chúng ta. Rất giỏi. Chúng ta biết là ngành tình báo, ngành an ninh của chúng ta thắng cả tình báo và CIA của Mỹ thì chúng ta biết rồi. Trong cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, hai đế quốc đó thì có cái cái ngành tình báo là giỏi ấy. nhất thế giới gì thế giới. Mỹ là nhất thế giới. CIA, CIA FBI -E của Mỹ là nhất thế giới rồi nhưng mà vẫn gì vẫn thua ngành tình báo của Việt Nam chúng ta từ thua ngành tình báo cho nên dẫn thua gì dẫn đến thua về cuộc chiến ngày 30 tháng 4 năm 1975 kết thúc của cuộc chiến chúng ta thấy cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng nhân quả gì không có ngày đâu không có ngày gì Gieo nhân ác chỗ quả xấu đâu, đừng nghĩ như vậy. Chẳng qua là gì, nó chưa đến mà thôi. Gieo nhân xấu ngày hôm nay quả nó chưa kịp chín, giống như kẻ gì, cướp của giết người nó có thể lẩn vẩn, nó bỏ chạy và nói gì, thay tên đổi họ vân vân, thậm chí cải trang, chạy trốn cũng chỉ được an một thời, tạm an một thời mà thôi. Nói là an không đúng đâu. Đó. Chúng ta biết ở trong vì ở, ở trong cái lịch sử ngành an ninh điều tra của Việt Nam Chúng ta có trường hợp rồi Chạy trốn hơn 30 năm Từ khi giết người ở ngoài miền Bắc chạy vào Tây Nguyên Sinh sống lấy vợ sinh con làm đến chức gì trường thôn Làm đến trường thôn rồi đấy mà vẫn còn gì? Vẫn còn bị bắt Kết nạp đảng Làm trường thôn Mà vẫn còn gì? Bị bắt <laughs> Chúng ta thấy Ngành an ninh chúng ta Đừng có nghĩ rằng vượt mặt được đó. Chẳng qua là gì Nhân anh giết người hơn 30 năm trước Đâu có quên đâu Ngành nhân ninh đâu có quên đâu Người ta vẫn gì Vẫn có sổ đen của anh và theo dõi Bất chợt gặp một cái gì Là túm ngay Giống như năm ngoái tôi Đọc cái bài báo bên Trung Quốc Có một vị bắt một vị sư là trưởng ban trị sự Phật giáo cái huyện đó tương đưa và à, một cái huyện và vị này làm tham gia cái chức mình gọi là giống như là đại biểu hội đồng nhân dân huyện của chúng ta và thậm chí còn đại biểu các hội đồng nhân dân của tỉnh nữa đó. ấy thì một hôm thì anh ta thì giết người xong ngày xưa anh ta giết hai người cướp của giết người giết xong anh ta mới chạy tiêu hết cái tiền đó mà cái thì anh ta không còn phải chạy đâu nữa anh ta để đến tỉnh khác anh ta vào chùa anh ta nương náu cửa Phật anh ta xuất ra và anh ta thay tên đổi họ và anh ta gì xuất ra đến tu đến đến hơn hai chục năm sau lên thượng tọa rồi đấy hơn hai chục năm sau lên cái ngôi vị thượng tọa là trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện đại biểu hội đồng nhân dân gì cấp huyện và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh anh ta tham gia như thế thế một hôm anh ta đi họp đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh thế là bắt đầu thì anh ta được tuyên dương công đức vì anh ta làm từ thiện rất nhiều <laughs> anh ta tức là một cái vị thường tọa đã làm từ thiện rất nhiều ở trong cái phật giáo của huyện đó trụ trì một ngôi chùa và à, cùng với ban trị sự và giáo huyện cũng như là cá nhân chùa của ông ấy làm từ thiện rất là nhiều và được biểu dương công đức gì ở tại hội đồng nhân dân tỉnh Đi họp hội đồng nhân dân tỉnh Và được biểu dương công đức lên nhận giấy khen Và cái lúc đó Đúng là nhân quả báo ứng Các cụ nói thì cái kim trong bọc Dấu nhỏ dấu trong bọc thì Lâu ngày nó cũng phải tỏi ra là như thế Khi mà thì anh ta nhận cái giấy khen thưởng đó Với là chụp ảnh phải đăng lên báo Đăng lên nhật báo nhân dân Trung Hoa Một vị tăng Có công đức trong việc gì? Hoàng Dương Phật Pháp và công tác từ thiện xã hội vân vân tức là báo nó viết một cái bài rất là tốt về ông ấy thế nhân quả đến lúc nó nó chín mùi mà cái thì cái ngành an ninh của Trung Quốc ấy, mà ngày xưa cái vụ án hơn 20 năm trước ấy, nó chưa khép lại lệnh truy nã của hắn ngày xưa vẫn còn vẫn chưa bãi nhưng mà một bộ phận vẫn âm thầm để theo dõi hắn mà mãi chưa tìm được hơn 20 năm sau nhờ gì đăng đọc báo ngành an ninh họ đọc báo mà nhìn thấy thì mặt của cái vị sư này tuy nó để hơn 20 năm nó có sự thay đổi về cái, cái cái thần thái hay là hình thể bên ngoài cũng thay đổi khá nhiều nhưng chúng ta biết cái ngành an ninh họ có cái cách gì có cái cách điều tra cách so sánh đặc biệt của họ thì chỉ trong ngành họ biết thôi chúng ta thì chịu xem họ so báo với xem cái ảnh ngày xưa một cái họ thấy ngờ ngợ một cái là liền thì họ cử mấy nhân viên an ninh đặc biệt đi xuống tận nơi nằm vùng điều tra mấy tuần sau một cái biết rõ được lai lịch một cái là bắt ngay chúng ta thấy nhân quả rõ ràng trốn vào chùa làm hòa thượng rồi có tránh được không không tránh được cho nên trong kinh đức phật nói là nhân quả là không từ một ai anh hôm nay gieo nhân ác thì anh phải có gì anh chắc chắn sẽ có quả báo gì quả báo xấu nó sẽ đến với anh Giống như anh trồng cỏ thì được cỏ Trồng đậu được đậu trồng dưa 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 Đấy là quy luật vận hành của nhân quả Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng Không có cái sự luân hồi Không có sự tái sinh Không có việc gì uh, gieo nhân thiện được hưởng quả báo tốt Vì sao? Vì tôi thấy là ối nhiều người bên cạnh tôi làm việc thiện Nhưng họ vì họ vẫn khổ đấy thấy Vẫn ốm đau thấy, vẫn bệnh tật thấy Vẫn nghèo đói thấy, vẫn cái cọ nhau thế vân vân và vân vân chúng ta nếu chỉ nhìn vào cái đó thì không bao giờ chúng ta học Phật được nếu chỉ chấp vào cái đó không bao giờ chúng ta học Phật được chúng ta phải biết rằng nhân quả ba đời Đức Phật nói nhân quả ba đời nghĩa là sao nghĩa là cái nhân đời trước chồng quả đời này hưởng đó là gì đời thứ nhất đời trước là đời gì là vật vô lượng vô số đời trước chứ không phải là một đời trước nhân chúng ta trồng đời này chúng ta có quả xấu hay là tốt, phúc hay là họa, an vui hạnh phúc hay là khổ đau, bệnh tật vân vân đó, tất cả đều là có do nhân đời trước nó thì tạo ra cái quả đời này. Và cái nhân chúng ta gieo đời này, ý nghĩ, lời nói, việc làm chúng ta đời này chính là gì lại thành cái quả ở đời sau vậy. Đó gọi là nhân quả ba đời. Cho nên ở đây chúng tôi mới thì mới nói là ở trong này mới lấy cái bài kệ nói rằng là sáu đạo đạo luân hồi ở đây thảy tại tâm. Tất cả cứ gì Đức Phật nói ở trong kinh là đi lên đi xuống giống như một bánh gì? Một bánh xe cái vòng năn hoa của bánh xe vậy. Chúng ta thấy cái nan hoa của bánh xe sao? Nó quay hết lên này, nó lại lộn xuống, cứ vòng tròn nó quay như vậy, vòng tròn nó quay như vậy, vòng tròn nó quay như vậy. Vòng đi lên là gì? Đi lên là tượng trưng cho cho người có phúc gieo cái nhân thập thiện thì sẽ được sinh lên người a à, sinh lên quái gì quái trời nếu ở trên quái trời không thì chịu gieo việc phúc thiện không chịu tu tập nữa chúng ta biết trên quái trời cũng tu nhé trong kinh diệu pháp liên hoa vô số vô lượng a tăng kỳ chúng chư thiên ở trên các quái trời dục giới sắc giới và vô sắc giới đều đi đến gì đến thế giới xa bà này để cúng dường gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp Đức Phật Đa Bảo đem dâng lên cung điện lầu các áo mặc và những thức ăn của cõi trời những đồ dùng tốt đẹp của quái trời lọng phan bảo cái để dùng những cộng thêm dùng những lời gì, lời ca tiếng hát để ca ngợi tán thán gì công đức trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi dâng lên Cung điện và tất cả những đồ gì dùng tốt đẹp nhất Trên cõi của mình Dâng lên cũng giảng Đức Phật Nhưng mà bạch đi bạch lại đến gì Hai ba lần thì thích ca môn y Phật mới gì Mới yên lặng nhận cho Chúng ta đọc kinh diệu Pháp Liên Hoa Tụng kinh diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy điều đó Chúng chư thiên còn phải gì ạ Phải sợ mình hết phúc Cho nên đi gì Đi làm việc thiện thấy quang minh công đức của Phật ở thế giới xa Bà này khi thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa phóng ra từ trái đất này cho nên các vị chúng dương thiên ở trên quái dục quái sắc quái vô sắc thi nhau đi đến thế giới này để cung kính cúng dường thân cận với Đức Phật đây là gì đây chính là họ biết được rằng á vì sao họ được lên gì sinh lên quái trời vì trên trời quái trời họ có gì ạ họ có túc mệnh thông biết được kiếp trước của mình do đâu mà được sinh lên gì lên đây do nhân lành được sinh lên đây do bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc làm việc thiện cho nên được được sinh lên đây nay họ có thiên nhãn thông họ thấy gì phật đang thuyết pháp ở thế giới xa bà đây là một nhân duyên này rất lớn cho gì cho họ tiếp tục gieo duyên cũng giảng phật gieo thiện căn đế Kéo dài tuổi thọ Nhấn đến là gì? Hết Thọ mạng thì lại tiếp tục được sinh sang Giống như Đèn hết Dầu thì lại gì? Đổ thêm dầu vào vậy Đó Chả có hết kiếp này đến kiếp khác Nhiều đời nhiều kiếp không bị Đọa lạc xuống nhân gian vậy Chứ đừng nói là ba đường ác Cho nên đó, chúng chư thiên Còn phải tích Chữ công đức còn phải biết gì? Bòn mót công đức từ nơi Từ nơi Tam Bảo Từ nơi Phật Pháp Vì vậy mà Những chúng chư thiên không biết tích phúc ấy, Thì nó giống như cái bánh xe Nó lên tới đỉnh rồi thì nó thì Nó quay xuống vậy Nhưng ở trong cái thân hình của chư thiên Đức Phật nói này, Nó không trường tồn Mãi mãi Phúc hưởng đến đâu cũng có lúc gì Nó phải tận Giống như chúng ta vậy Tuổi trẻ thời thiếu niên, thanh niên, tráng niên Chúng ta cảm thấy sức khỏe của chúng ta là gì? Vô tận 60, 70 chúng ta thấy bắt đầu gì? 6, 70 tuổi Tôi thấy cái các cụ ai cũng nói gì? Là sức khỏe gì? Dần dần đi xuống Bắt đầu từ khoảng 50, 55 là bắt đầu sức khỏe dần dần đi xuống rồi. 60, 70 bắt đầu là gì? Thực sự là đi xuống rồi. 80, 90 thực sự không làm chủ được mình rồi. Và nếu nếu sang 100 tuổi trở đi thì muôn người mới có một người, hai người có thể làm chủ được mình. Còn đại đa số thì phải đều do con cháu nó thì nó hầu hạ. Dạ vâng mới có thể gì? Có thể sống đỡ được qua ngày. thân thể của chúng ta chúng ta còn chẳng nắm giữ được nó huống chi là sinh kiếp này kiếp khác có sự tái sinh qua lại như vậy chúng ta biết mà lúc khi mới sinh ra chúng ta thì đại đa số ai ai cũng là thiện đấy tôi nói đại đa số ai ai cũng thiện chỉ có một vài trường hợp đặc biệt gì nó ác từ khi mới sinh ra như là a xà thế ở trong bụng mẹ đã ác rồi ở trong bụng mẹ nó đã đạp làm cho mẹ này làm cho mẹ là bà vi để hy đau khổ rồi sinh ra nó đã gì làm cho gì phụ vương nó khổ rồi mẹ nó khổ rồi sinh ra thì làm mẹ nó khổ rồi làm cho phụ vương nó khổ làm sao đó là bắt đầu sinh ra một cái là nó đã thích uống máu không thích bú sữa mẹ mà lại thích uống máu chúng ta thấy khủng khiếp chưa trong lịch sử nó a xả thế sinh ra đã thì đã ác ở trong bụng mẹ đã ác sinh ra thì nó làm cho mẹ nó đau đớn thì khổ sở khác thường so với những bà mẹ sinh khác mà sinh ra một cái những đứa trẻ khác thì đòi bú sữa còn a xả thế thì thích gì thích ăn máu vì sao mà nói là thích ăn máu vì sinh ra nó thì nó không bú nó không bú mẹ như thế để đứa trẻ bình thường và nó khóc khóc nhiều quá bắt đầu thì nó sặc cái cục cờ đờm này gì ấy trên nó nó chết tím tái đi và cho nên khi đó thì đích thân vua tần bà sa la là cha của a xả thế liền phải dùng gì dùng miệng của mình để hút cái đờm đó ra và hút cái đờm nó ra thế khóc nó không khóc thì bắt đầu thì khóc thì nó cho bú thì không bú bắt đầu tần bà sa la với bế thương con quá bế con lên cho rồi bắt đầu đưa ngón tay lên gì Đứa trẻ nó liền cắn ngón tay Cắn đứt ngón tay vào gì Thấy nó mút máu trùm trùm ra và Tần Bà Sa La vì thương con cho nên gì Vẫn để cho con gì Mút máu tay của mình Lúc đó có các nhà tiên tri mới bảo rằng Đây là đứa con gì, nghiệt trùng Xin bệ hạ hãy giết nó đi Không sau này nó gì, nó sẽ làm hại bệ hạ đấy Nhưng vua Tần Bà Sa La vì gì? Vì thương con Vì là một Phật tử Cho nên ông thà gì, thà để con giết mình Chứ mình không thể không thể giết con và đúng như các vị đạo sĩ các vị chiêm tinh học của Ấn Độ Ấn Độ một cái nền chiêm tinh số 1 của thế giới không phải Trung Quốc các quý vị nhé sang Ấn Độ mới biết là gì Ấn Độ chính là cái nôi của chiêm tinh học cái nôi của thiên văn học <laughs> Trung Quốc là gì là học trò bậc thầy về thiên văn học về toán học và về kiến thức cái cái kiến thức này về tôn giáo rồi á gọi là đạt được cái đỉnh điểm thẩm mỹ về kiến trúc xây dựng mỹ thuật cái kiến trúc mỹ thuật xây dựng tôn giáo ở Ấn Độ sang Ấn Độ thực sự mới thấy được rằng cái kiến trúc mỹ thuật tôn giáo của Ấn Độ nó đạt đến cái mức đỉnh điểm đến cái mức là không còn một lỗi nhỏ nữa các quý vị sang đó mới thấy con người Ấn Độ họ thì người dân sống thì rất là bình thường hài hòa với nhau rất là bình thường sống sống rất đơn giản nhưng cái tầng lớp thượng lưu của họ và những cái kiến trúc tôn giáo hay là kiến trúc mỹ thuật của họ đất nước họ vào trong những cái viện bảo tàng vào viện bảo tàng của họ bảo tàng quốc gia của Ấn Độ mới thấy những cái tác phẩm điêu khắc của họ phải nói rằng Việt Nam, Trung Quốc và các nước trên thế giới còn phải chạy theo gì? theo xa, chạy theo xa. Sang đây mới biết rồi, họ là cái nôi của triết học, là cái nôi của tôn giáo học, là cái nôi của gì? của thiên văn học, cái nôi của toán học và cái nôi của gì? của kiến trúc mỹ thuật. đó, cho nên đó, à, ngày xưa vua tần bà Sa La vì là một Phật tử, ông vua Phật tử, cho nên đó, các nhà thiên văn học khuyên là, à, xin lỗi các nhà, các nhà tướng học, tức là các nhà những nhà chiêm tinh học, những nhà thiên văn học, những nhà thì, những nhà tướng số biết về tướng số, đã đoán trước là sau này đó, A xả thế sẽ gì? Sẽ làm phản và sẽ làm hại vua cha và khuyên tần bà Sa La nên giết đứa, đứa trẻ đi. Nhưng mà tần bà Sa La gì? Vì thương con cho nên gì? Nhất định không giết và biết được rằng đây cũng là cái gì? Nhân nghiệp chúng ở đời trước, đời trước là sao? Trong kinh Đức Phật cũng có kể vì sao tần bà Sa La lại bị A xả thế giết? Đây, vì đời trước A xả lễ a xà thế chính là một vị nhẫn nhục tiên nhân tu hành khổ hạnh ở trong rừng đã nhiều năm và nổi tiếng là một vị tiên nhân đắc đạo đức hạnh lớn lao bây giờ tần bà sa la vốn cũng là một vị vua cho người đi kìa tìm đi tìm thầy đi tìm những thầy những người giỏi về để làm thầy mình gọi là mời làm quốc sư để trị quốc, đó. mời khắp các nơi đều không được thầy giỏi, nghe nhân dân truyền tai đến các quan, các quan bẩm lên đức vua đấy là ở trong núi sâu có một vị tiên nhân thật là giỏi, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thì thông gì, thông tỏ binh pháp, cho nên cái vị vua này muốn thống nhất thiên hạ vì vậy mà đến mời năm vị tiên nhân đó do đó thì vị vua này đùng đùng nổi giận và giết chết vị tiên nhân kia và trước khi chết vị tiên nhân kia khởi lên một cái tâm niệm gì oán giận và phát nguyện báo thù cho nên đã đi theo gì vị vua này nhiều đời nhiều kiếp để báo thù rồi và đến đời này kiếp này nó vẫn gì nó vẫn sinh ra làm con để báo thù đó chính là a Xả tế và tần bà sa la cho nên đó, sinh ra nó không uống sữa mẹ như bình thường mà sinh ra gì nó thích uống máu chúng ta thấy ác như a xả thế nhưng sau này được phật gì cảm hóa cho lại trở thành một ông vua gì mà ông vua tin phật gì tin phật lắm mà ông vua tin phật gì làm được nhiều việc lợi ích còn hơn cả vua cha của mình là tần bà sa lan nữa đó cho nên đó, chúng ta thấy ở đây tất cả ma là mai là phật luân chuyển sáu đạo luân hồi thấy đều do gì do tâm mình mà mà ra vậy tất cả đều do tâm tạo thành vậy cho nên sinh lên trời là do gì công đức tu thiện sinh làm người thì phúc thiện và một chút ác thì cũng có ác nhiều hơn thì sẽ làm người gì nghèo cùng khốn khổ bệnh tật ốm đau trong kinh nhân quả đức phật nói là những người bị bệnh ốm đau nhiều đó là gì? do nghiệp sát ở đời trước thì. còn dư báo lại tuy được thân làm người nhưng đời trước sát sinh hại vật nhiều cho nên đời này gì phải chịu cái mệnh gì cái mạng chết yểu tức là chết sớm chết non đó chết bất đắc kỳ tử đó vân vân tuy có phúc báo làm người nhưng không được thọ mạng đó là do nhân sát sinh quá nhiều đời trước mà thành. Vì sao nghèo đói? Được làm người nhưng mà phải nghèo đói. Đức Phật nói do nhân buồn xỉn keo kiệt ở đời trước gì mà thành. Trong kinh nói nhân đến cha mẹ, vợ con, người thân còn bo bo chẳng gì chẳng xả tài vật để cho người thân cha mẹ già yếu chẳng chịu gì xả thí xả tài vật để chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ bo bo giữ ở trong thân những kẻ như thế sau khi chết đi nếu có phúc báo làm thân người ở đời sau gì nghèo cùng khốn khổ bệnh tật ốm đau các quý vị các quý vị bây giờ nhiều vị cứ đến nói là bạch thầy tại sao con lại khổ thế các vị kêu với tôi, tôi biết kêu với ai Phật dạy rõ ở trong kinh nhân quả hết rồi Trong tam tạng thánh điển hết rồi Tại sao các vị không học Tại sao các vị không gì, không hiểu Hơi một tí là đến bạch thầy con khổ quá Thầy, thầy cứu con với Nếu mà thầy mà cứu được Cái gì thầy cũng cứu được á Thì thầy Thầy còn cao hơn cả A-di-đà Phật cao hơn Thích Ca mâu ni Phật mất rồi Nhưng rất tiếc không phải cái gì thầy cứu được nhẫn đến thì không phải cái gì phật cũng cứu được phật độ những người có duyên đức phật xuất hiện ở thế gian này ngài ví ngài như là một người thầy để chỉ dạy cho chúng ta mà thôi chứ không phải là một đấng thần linh để ban phúc giáng họa cho chúng ta ngài đến thế gian giống như gì giống như là một bậc minh sư dẫn đường chỉ lối giáo pháp của ngài ví như gì ngọn đuốc sáng để cho chúng ta soi đường đi qua qua đêm dài tăm tối qua đoạn đường dài và màn đêm tăm tối chứ không phải là giáo pháp của ngài để cho chúng ta để chúng chúng ta thờ ở trên ban thờ và lễ kính hàng ngày mà không đọc không học không quán tưởng không tư duy và không đem áp dụng để hành chỉ Đó, nếu các quý vị đã hiểu rõ được cái điều đó thì chắc chắn là các quý vị không phải đến hỏi tôi nhiều nữa. Không phải đến cái gì cũng thầy ơi con khổ lắm. Mấy ngày Tết vừa qua, nhiều hôm tôi phải chạy trốn. Vì quá đông nhỉ, tín đồ Phật tử và những người dân đến lễ chùa. Có những người hỏi những câu chuyện mà họ biết là sẽ không có câu trả lời. Nhưng họ vẫn cứ hỏi tôi nghĩ rằng trước khi họ hỏi họ biết rằng tôi sẽ không có câu trả lời và chắc chắn không có ai có câu trả lời nhưng họ vẫn cứ hỏi các vị biết họ hỏi thế nào hôm có một phật tử ở hà nội lên khóc và hỏi rằng bài thầy xin thầy tư vấn cho con xin thầy một lời khuyên con chỉ xin thầy một lời khuyên ta vâng Phật tử cứ hỏi đi Phật tử bảo rằng bạch thầy nhà con có duy nhất một thằng con trai nó bị nghiện và bây giờ nó gì đang bị đi tù mấy năm nay và còn phải mấy năm nữa nó mới mới được ra tù bây giờ xin thầy bảo có cách nào để chỉ bảo cho con đó để cho cháu gì nó hết nghiện hay không nó không bị tổ tội nữa không quả thật là một câu hỏi không có câu trả lời không có câu trả lời xác đáng được nó đang bị nghiện và đang bị gì bị đi tù vì cái tội buôn bán tàng trữ hút hít gì xì ke ma túy chứ không phải là nghiện không mà còn đang ở trong tù nữa Thế hỏi bảo có cách gì để gì cho cháu nào hết nghiện và nó gì được thoát tù tội hay không? Thì tôi bảo tôi lại tôi bảo A Di Đà Phật tôi bó tay. <laughs> không thể không thể trả lời được. Đại vị này cứ sụt sùi cứ khóc cứ nói đi nói lại nói tái nói hồi thì tôi bảo rằng thôi. Thế bây giờ thế này nhé. Cứu người nghiện và cứu người tù thì tôi chưa có đủ năng lực để cứu. Nhưng tôi có thể gì? tôi có thể giúp cho bà được một phần bớt đi sự gì? lo âu sầu não trong cuộc sống hàng ngày bà hỏi có làm được không thầy tôi bảo có thể được được hay không đều là gì do ở bà thôi thế bà bảo vậy đúng dạo này á đặc biệt là một hai năm gần đây là con gì rất là buồn rất là khổ ăn không ngoan ngủ không yên đau khổ lắm thì tôi bảo đấy như thế ai mà chẳng đau khổ có đứa con trai duy nhất mà để cho nó nghiện ngập tù tội như thế ai mà chẳng đau khổ các quý vị thì hỏi người làm cha làm mẹ ai mà chẳng đau lòng thấy con cái của người ta đi du xuân chảy hội như thế này đèo mẹ dắt vợ bồng con đi lễ như thế mình người làm mẹ nhìn thấy thì con cái của người ta xót xa lắm chứ đứt từng gúc ruột chứ đau chứ Cho nên tôi bảo thôi Cái gì chuyện xảy thì nó đã xảy ra rồi Muốn lấy lại được Như ngày xưa thì quả thật là Là khó Nhưng điều quan trọng bây giờ Đời này mình đã khổ Thì phải làm sao đó tu tập để cho đời này Bớt khổ và đời sau hết khổ Và đời sau thì nữa thì thoát khổ Điều quan trọng là đời này bớt khổ Đời sau hết khổ và thoát khổ Đấy là điều quan trọng nhất của người học Phật Cái vị này hỏi Thế có làm được không? tôi mà làm được hay không đều do bà cả và tôi bảo gì đi xuống phòng thông tin thành lấy một quyền kinh địa tạng về chịu khó đọc tụng sáng tối ngày được ba thời thì tốt không thì gì hai thời cũng được mà ngày mà bận quá không được hai thời thì được một thời cũng được và thành lấy một cái gì? cái đài có giảng 102 bài giảng kinh địa tạng lần thứ nhất và bảy mươi mấy bài giảng kinh địa tạng lần thứ hai đó nghe đi nghe lại nằm ngủ cũng để trên đầu giường mà nghe. Hôm nay nghe chưa hiểu, ngày mai vẫn cứ nghe. Nghe vài lần như thế, dần dần rồi gì, Phật tổ, Bồ Tát thương tình khai thị cho chúng ta sẽ hiểu được phần nào. Khi chúng ta hiểu được Phật phần nào thì đồng nghĩa là phiền não sẽ gì? Sẽ vơi đi phần đấy. Giống như căn trong căn phòng này nếu tôi bật một bóng điện lên thì bóng tối ở trong gì? Trong căn phòng này sẽ được gì? Được xóa đi gì? khá nhiều Nếu tôi bật thêm một bóng điện nữa Ánh sáng trong căn phòng này tràn đầy Nhưng chưa thấy rõ các nơi gì Nơi xa và góc khuất Tôi bật lên hai bóng điện to nữa ở trước mặt tôi này Thì tất cả căn phòng này đều sáng gì Sáng trưng rực rỡ vậy Tương tự như vậy Người học Phật Hiểu Phật Đem giáo lý của Đức Phật Áp dụng vào tâm Áp dụng vào cuộc sống Thì cũng giống như chúng ta gì ở vào một căn phòng tối bật từng bóng điện từng bóng điện lên vậy khi chúng ta bật đủ bóng điện trong căn phòng vài cái bóng điện lên thì tất cả bóng tối sẽ gì sẽ nhường chỗ cho ánh sáng tương tự như vậy chúng ta học phật hiểu phật và tu phật thì dần dần tất cả những phiền não sẽ nhường chỗ cho gì cho sự giải thoát giác ngộ và lòng từ bi hỷ xả vô cùng vô tận của gì của phật vậy Đó cho nên Phật tử hỏi tôi và tôi bảo là đấy Thôi cứ đi xuống dưới Phòng thông tin xin thỉnh lấy một quyển kinh địa tạng Thỉnh lấy một cái đài về chịu khó nghe giảng Nghe đi nghe lại Ban đêm Thay vào cái lúc gì Mình suy nghĩ nhớ con vẩn vơ Đầu kề trên gối mà gì Mà khóc Khóc ướt đấm cả gì Cả cái gối của mình hàng đêm Thay vào đó nghe giảng và niệm gì Niệm Phật Chú tâm vào để nghe giảng niệm Phật vẫn con người ấy vẫn thời gian đấy và vẫn đứa con gì nó phải chịu án ở trong trong tù người mẹ vẫn ở nhà nhưng người mẹ tâm dần dần sẽ được bớt đau khổ khi mà nghe pháp hàng đêm khi mà biết niệm phật hàng gì hàng ngày biết lễ bái tụng kinh đêm đêm thì nghe pháp nghe cho đến cứ mở bên cạnh gì cho đến lúc ngủ quên đi thì thôi không sao tôi thì cầu phật bồ tát khai cho vị nào nghe pháp của tôi thì nằm ngủ cũng được nằm mà nghe giảng được nằm ngủ quên để nghe cũng được không sao vì đời này thời này á chúng sinh thời mặt pháp chúng sinh nó lười biếng bắt nó ngồi để nghe pháp thì chắc chả được mấy người đâu cho nên nhiều phật tử đến hỏi bạch thầy lúc chúng con á, đi ngủ chúng con thì cái lúc mà chuẩn bị ngủ á, có thể 15, 20, 30 phút tùy theo từng người chúng con rất muốn nghe pháp nhưng mà sợ gì? Sợ trong kinh Phật nói cho nên sợ phải tội cho nên không dám nghe. Chứ con sợ thầy thì sợ bất kính với thầy cho nên không dám nghe. Tôi bảo thôi, riêng với Phật thì có thể chúng ta kính đến thì đến không nằm mà nghe, ngồi để nghe. Nhưng riêng với tôi thì tôi chưa phải là Phật, cũng chẳng phải là Bồ Tát. Tôi chỉ là một hàng phàm phu. Trên thì khất cầu giáo pháp của Phật, dưới thì tùy duyên, tùy nguyện nói được câu nào thì hay câu đấy. À, giúp được ai hiểu biết được chút nào về giáo lý của Đức Phật thì mừng người đó. cho nên là các cụ cứ nghe đi. À, các cụ nằm mà nghe cũng được. các cụ lớn tuổi rồi, các cụ già nằm nghe cũng được. hoặc là các cụ mở thường trực ở bên gì, bên đầu giường của mình cũng được. thậm chí các cụ cho xuống dưới chân cũng được. tôi không có trách đâu. À, miễn là các cụ nghe được và các cụ hiểu được và các cụ gì có thể chuyển cái tâm khổ đau, tâm tối của mình thành cái tâm gì. An vui, hạnh phúc và sáng suốt là Là tôi mừng rồi đó. Tôi khuyên Phật tử là Thôi về chịu khó nghe Mà tôi không biết là từ đó về Sau khi nghe tôi khuyên Xong có xuống phòng tin để thỉnh kinh hay không Có thỉnh cái đài để về để Mở để nghe giảng cho tự tâm mình gì Diệt trừ được phiền não ở trong Trong lòng mình hay không Hay là lại vẫn cứ tiếp tục Đêm đêm Ôm gối nằm mộng tự tâm quán tưởng muôn vàn khổ đau nếu biết là giác ngộ thì thay vào đó gì đêm đêm kể gối nghe pháp lâm dâm niệm phật hết sạch khổ đau nó tốt hơn <laughs> đấy cho nên đó, sáu đạo luân hồi tất cả tại tâm mình nếu biết đó, thì tâm này á thường là gì thường chẳng đổi nếu biết được sáu đạo luân hồi ấy, thầy đều tại tâm ấy, thì chúng ta biết được nó như rõ ràng rồi ấy. thì cái tâm này tâm này là tâm nào tâm này tức là gì? trong kinh đức phật nói đây chính là chỉ cho gì cái tâm chân như tâm bất sinh bất diệt cái tâm này trong trung phong tam thể niệm ngày trung phong quốc sư nói là gì gọi là tại thánh không tăng tại phàm chẳng giảm hay là trong trung phong tâm thể niệm bài khai thị ngày trung phong nói gì? có ba thứ tâm một là nhục đoàn tâm hai là duyên lự tâm và thứ ba là gì ba là gì tâm gì các vị nhớ không một là gì nhục đoàn tâm tức là do tâm do quả tim ra để người ta gọi quả tim do cha mẹ sinh ra đó gọi là nhục đoàn tâm cái tâm thứ hai đó là gì? đó là duyên lự tâm tức là cái tâm suy nghĩ thiện ác đó gọi là duyên lự tâm tùy theo cảnh mà khởi thấy thiện thì gì? vui mà thấy ác thì thì lo thì sợ à, thấy thuận thì vui mà thấy nghịch thì ghét đó gọi là chính là gọi là duyên lự tâm hai tâm này không dùng được hai tâm này do cảnh mà sinh ra do cha mẹ mà sinh ra tâm thứ nhất là do tinh cha huyết mẹ tạo thành cái tâm thứ hai là gì do sáu căn đối với gì sáu cảnh sinh ra sáu thức mà gì mà thằng căn cảnh và thức tác động qua lại với nhau mà sinh ra cái tâm thứ hai đó là duyên lự tâm này và cái tâm chân thật của chúng ta ở trong bài khai thị đó ngày trung phong nói gì gọi là linh chi tâm linh chi tâm cái tâm này là linh minh chạm tịch huyền diệu vô cùng tại thánh không tăng tại phàm chẳng giảm ở trong nhà thiền gọi là gì? nhà thiền thì gọi cái tâm này gọi là gì bồ đề tâm hay còn gọi là gì chân tâm người đã chứng ngộ được tâm này sừng sống với tâm này thì gọi là gì? gọi là niết bản tâm <laughs> đó cho nên đấy ở đây chẳng này gọi là gì? nếu biết được thì cái tâm gì linh chi này thường gì thường chẳng đổi thường hiện hữu ở bên gì ở bên cạnh chúng ta vậy thậm chí ở ngay trong gì trong ta vậy nhỏ như sợi tóc tâm này cũng gì cũng loạt toàn ở trong đó bao trùm khắp thân tâm này gì cũng trùm ở trong đó nhận đến như trong kinh Phật nói gì rộng lớn như cả vũ trụ tâm này cũng gì cũng bọc kín được cái gì cái vũ trụ bao la ấy nhỏ như sợi tơ sợi tóc như mảy trần hạt bụi tâm này còn toàn loạn chui toạt vào ở trong rộng lớn như không tâm này cũng bao trùm được tất cả đó chính là gì? gọi là linh chi tâm đây gọi là tâm này thường chẳng đổi chính là gì? cái tâm tự tính vậy thanh tịnh của chúng ta vậy cho nên á biết được cái tâm này thường chẳng đổi thì biển sâu đau khổ liền được dừng đi dừng ngay ừ. nói thế thôi bài kệ này nếu tu được nó chỉ cần tu được theo một bài kệ bốn câu hai mươi tám chữ này thôi chúng ta đã tự do tự tại thành Phật ngay trong đời này rồi <laughs> đấy cho nên nữa, nói thì có thể dễ nhưng làm không phải dễ các quý vị nói thì dễ làm thì mới khó ừ giống như ngày xưa khi mà 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 thiền sư ô sào, thiền sư ô sào, dịch là thiền sư tổ quả, khi ngài đang ẩn cư ở trong núi, có một vị quan lớn triều đình nghe danh tính danh tiếng của ngài, cho nên đi vào để gì, để tham vấn để học đạo. Thế đi vào đó tham vấn học đạo Thì chúng ta thấy Cái vị đó đến đó hỏi Về Phật Pháp Thì vị tổ đó bảo là Cái vị tổ đó bảo là Đối Phật Pháp Với ta Thì tất cả chỉ gói gọn ở trong này Trong mấy chữ mà thôi chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành <laughs> đến hỏi Phật Pháp Ngài nói mỗi một câu chữ ác mạc tác chúng thiện phụng hành Có nghĩa là gì? Chớ làm các việc ác Vâng làm các gì? Việc lành cái vị quan lớn triều đình kia nghe thấy nói như thế cười khà khà và vuốt râu nói rồi ô trời, cái cái câu mà hòa thượng nói rồi đứa trẻ lên ba gì ở dưới phố nó cũng biết cái đứa trẻ lên ba ở trong gì? ở dưới phố ở dưới làng nó cũng biết Thế thiền sư mới gì Cũng cười là khà khà và nói gì Ờ à, vậy đứa trẻ lên ba cũng biết Vậy mà ông già 80 tuổi chưa chắc đã làm được <laughs> Đấy chúng ta nói, Đứa trẻ lên ba cũng biết Nhưng ông già 80 tuổi chưa chắc đã làm được Vì sao mà Mà ông già 80 tuổi chưa chắc là làm được Chưa ác mạc tác Chớ làm các việc ác Chúng thiện phụng hành Tức là vâng làm các điều thiện Không chỉ xin lỗi các vị Không chỉ để ông già 80 tuổi mà Ông già 100 tuổi Chưa chắc đã làm được Trải qua lịch kiếp Sinh tử luân hồi cho đến nay chúng ta thì Còn chưa chắc đã làm được Chứ đừng nói là 80 tuổi Đừng nói là 100 tuổi Lịch kiếp tức là từ vô thủy kiếp đến nay Vì sao tôi nói như vậy? Vì chúng ta xem lại mình đi Mình đang ngồi ở đâu? đang thọ một cái thân tuy được thân người đó nhưng mà ốm đau bệnh tật suốt ngày trí tuệ thì lô mờ thậm chí có người câm người điếc người ngọng người người lé người thông manh, vân vân đó tướng mạo chẳng đủ trí tuệ thì lô mờ đối với đạo vô thượng bồ đề của phật thì học trước quên sau giống như vịt nghe sấm giống như nước đổ lá khoai vậy cho nên đó, Nhìn lại mình thì biết là gì? Lịch kiếp, tức là trải qua vô thủy kiếp tới nay Chúng ta vẫn chưa làm được vậy Nếu mà chúng ta làm được Chứ ác mạc tác chúng thiện vụng hành như vị thiền sư kia Thì bây giờ chúng ta đã gì? Đã thành Phật, thành Bồ Tát hết cả với nhau rồi các quý vị Cho nên nay chúng ta tất cả phải ngồi đây Chúng tôi ngồi đây, các quý vị cũng ngồi đấy Chúng ta đều như ông quan kia Nghe vị thiền sư nói là chứ ác mạc tác chúng thiện hùng hành cười khà khà và nói là gì? "Ồ tưởng cái gì chứ đứa trẻ lên ba dưới phố cũng biết." Biết là một chuyện. Làm được lại là một chuyện khác. <laughs> chúng ta phải hiểu biết được là một chuyện trong Phật pháp biết được là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Đó. Chúng tôi nhiều khi thấy rất hổ thẹn với với bản thân mình. Thực sự, hôm nay nghiêm túc mà nói với các quý vị thực sự nhiều khi thế rất hổ thẹn với bản thân mình nhiều cái mình có thể biết được nhưng mà khi mà vào việc làm mình chưa làm được thậm chí có cái phải nói là không làm được không thể làm được trong một đời một kiếp này thực sự là sự sinh tâm hổ thẹn không phải đơn giản các quý vị cho nên ở đây mới nói gì nếu chúng ta biết được nó thì biển sầu đau khổ liền sẽ gì sẽ được dừng ngay mà thôi. Rồi tiếp theo. Trong đoạn văn tiếp theo của bài khai thị số 4 này thì tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Vì sao lại nói tâm ngộ, tâm mê đều là Phật? Ở đây là chỉ cho cái bài khai thị thứ tư này này không phải dành cho những người gì mới sơ tâm học đạo có thể hiểu được đâu các quý vị. Không phải dành cho người mới đến chùa dự một vài khóa lễ mà gì đã hiểu được ngay đâu. Tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Chúng ta hiểu thế nào là tâm ngộ, tâm mê đều là Phật? Ở đây hàng Bồ Tát tu hành gì? chứng lên ngôi vị đẳng giác diệu giác mới có về có thể gì? nhìn được phần nào tâm ngộ tâm mê đều là Phật duy chỉ có gì bậc đại giác thế tôn mới có thể nhìn rõ thấu rõ được lì là tâm ngộ tâm mê đều là Phật cho nên đó, ở cái câu nói này cái câu này tôi xin trích lại ở trong gì trong trung phong tam thể niệm của Ngài Trung Phong Quốc Sư, một vị cổ Phật thì hiện tái lai. Chứ câu này không phải tự tôi dám nói ra, mà xin dẫn lại lời nói của Ngài Trung Phong Quốc Sư, một vị cổ Phật tái lai, gọi là tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Vì Phật thấy gì? Phật thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Chứ Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành. Cho nên trong cái diệu pháp liên hoa Đức Phật mới nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ sẽ thành. Đấy, tâm ngộ tâm mê đều là Phật ở cái chỗ này. Còn chúng ta thấy được mình là người gì? Người có quyền cao, chức trọng thấy là mình là tầng lớp thượng lưu trong xã hội và thấy những kẻ hầu người hạ những kẻ giúp việc cho chúng ta là phải gì phải cung phụng và phải khom lưng cúi mình trước chúng ta đó là thấy tâm ngộ tâm mê đều là phật chưa chưa chắc chắn là là chưa thấy được cho nên mới có sự phân biệt ta người như vậy mới có sự phân biệt giàu hèn như vậy giàu sang phú quý hèn hạ ti tiện như thế rồi nhấn đến ta mới gì ta mới thấy chúng ta là con người chúng ta có phúc và chúng ta gì phải được hưởng thụ cái phúc báo được làm làm người của chúng ta do đó chúng ta gì sẵn sàng sát sinh hại vật chẳng kể nỗi đau nỗi chia lìa nỗi tan nhà nát cửa chia đàn sẻ ngé của gì của các loài chúng sinh nhỏ bé hơn chúng ta chúng ta tự cho mình là cái quyền gì có phúc hơn hơn họ họ sống để gì để phục vụ chúng ta do đó chúng ta thoải mái sát sinh hại vật ăn thịt uống huyết trẻ tủy của của chúng sinh để gì để chặt băm xào rán nướng luộc để, để ăn cho ngon miệng các quý vị thấy xem ở thế gian này có mấy người là tránh được cái việc đó cho nên cái câu gì tâm ngộ tâm mê đều là phật chỉ có phật mới gì mới thấy rõ ràng được minh bạch được tương tận được không chỉ thấy mà phật gì còn thực hành được giữa tâm của mình và tâm của chúng sinh là bình đẳng giữa thân của mình là thân của chúng sinh là bình đẳng cho nên phật mới dạy các đệ tử của mình giới đầu tiên của người mới xuất gia học đạo đó là gì là không sát sinh vì sao phật dạy không sát sinh vì phật thấy rằng tất cả chúng sinh đều có phật tính phật là phật đã thành chúng sinh là Phật sẽ sẽ thành. Cho nên Phật dạy chúng ta muốn thành Phật thì phải ngừng việc sát sinh. Muốn thành Phật thì phải gì? Không ăn thịt, uống huyết, trẻ tủy, gặm tủy của gì? Của chúng sinh nữa. Cho nên đó, tâm ngộ, tâm mê đều là Phật là ở cái chỗ cùng tột của nó là ở cái chỗ đó. Để tiến tới gì? Thành Bồ Tát, thành Phật. Thì chúng ta phải tu gì? Tu từ cái nhân nghe lời Phật tôn trọng mạng, tôn trọng mạng sống của các loại chúng sinh lai cho nên chúng ta không sát sinh. Và đấy là lý không có lòng từ thì không bao giờ thành không có lòng từ thì không bao giờ thành Phật thành Bồ Tát được. Mà chỉ có đi vào đường đường tà, đường để đến với ngôi nhà của của Phật hay là để dễ sang cái nẻo đến với ngôi nhà của ma. Phật dạy ở trong gì? trong tam tạng thánh điển, khuyên chúng ta không sát sinh nhại vật, không gì. Người tu thì phải như thế, còn người thế gian, đáng bàn các quý vị. Bây giờ chúng ta thấy gì? Khi mà nghe thì thấy các Phật mà còn ăn thịt uống rượu cãi lộn đánh bậy ở ngoài đường hoặc ngoài gì ngoài quán rượu ngoài khu phố đó và họ nói rằng đệ tử nhưng chúng ta sinh vào cái thời mạt pháp này chúng ta không thể làm gì được vì thời này á chúng ta phải biết kinh đức Phật đã dạy rồi Phật cao một thước thì ma nó cao gì đến một trượng cái này tự các quý vị sẽ hiểu tự các phật tử tự những người phật tử chân chính chúng ta thì những vị tăng ni sẽ thì, sẽ tự hiểu lời phật nói vì sao phật lại dạy phật cao một thước ma cao một trượng ở trong thời mạt pháp này nhìn thì biết không cần phải nói cho nên ở đây chúng ta nay học gì học để làm người Phật tử chân chính, là một vị tăng ni thực sự là người con người đệ tử xuất gia của Đức Phật, thì chúng ta phải tu làm sao đó cho dần dần chúng ta tiến tới gì, tiến tới cái ngôi nhà của Phật chứ đừng tiến rẽ lạc vào con đường của ma. Đó, đấy chính là gì? nói về tâm ngộ tâm mê. nhìn thế nào đó do chúng ta hết rồi á, ở đây là gì ngộ rồi mới biết phật tại tâm tâm tịnh sinh kia thường chẳng mộng lo si lo chi khổ cực với biển sầu đó. khi ngộ ngộ rồi thì chúng ta gì chắc chắn sẽ biết phật ở tại trong trong tâm mình ngày xưa khi chưa ngộ đạo chúng ta cũng như bao những người gì người thế gian khác sinh ra bản tính con người ta thì nhà nho nói là nhân chi sơ tính bản thiện phật giáo nói rằng gì nhân chi sơ tính vô ký nhà nho nói nhân chi sơ tính bản thiện thế con người chúng ta khi mới sinh ra vốn nó là thiện do gì tập khí lâu ngày sống với kẻ ác hoặc là gì? sống ở dưới cuộc đời thường dần dần nó khuân tập gì tập khuân đúc tập tính ác vào trong tâm của nó mắt thấy tai nghe bụng nghĩ mắt nhìn dần dần đó thì nó mới trở thành gì kẻ ác nhưng phật giáo nói gì nhân chi sơ tính vô ký khi mới sinh ra thì tính con người ta vốn không biết không cũng không hẳn là thiện cũng không hẳn là ác nó tạm gì tạm quên cái đời trước vì nó gì mất chín 10 tháng ở trong bụng mẹ cho nên nó tạm quên cái nhân thiện nhân ác ở đời trước tạm quên thôi gọi là giống như chủng tử giống như hạt giống nó nằm ngủ mùa đông thôi các quý vị giống như con cá sấu nằm ngủ mùa đông thôi chứ không phải nó nó chết à, kiểu thế dần dần sinh ra oe oe khóc tiếng ba tiếng khóc chào đời cha mẹ do thương con do tập khí của người làm cha làm mẹ cho nên chúng ta thấy gì bắt đầu sinh ra chúng ta đã biết ăn thịt uống rượu nói dối chưa chưa khi mới sinh ra chưa biết ăn thịt Chưa biết uống rượu Chưa biết nói dối Do đâu chúng ta biết ăn thịt Do người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm người thân của chúng ta Sợ chúng ta gì gầy còm, ốm yếu Bệnh tật, vân vân Đấy là cái gì nỗi lo Chứ không phải là cứ phải là tất cả ăn chay Mới đẻ ra ăn chay gì Có rất nhiều trường hợp mới đẻ ra gì Đã ăn chay cho tới lớn rồi Vẫn khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác. Trí tuệ thậm chí còn siêu vượt rất xa những đứa trẻ gì, những đứa trẻ ăn mặn nữa cơ. Nhiều những bậc tổ sư cao tăng thạc đức thì, có những trường hợp các ngài thì sinh ra đã ăn chay. Lớn lên xuất ra trở thành bậc cao tăng đắc đạo ở trong gì? Trong tông môn. Làm bậc thầy mô phạm cho gì? Cho trời người. Đó nhưng ngày liên hoa sinh vì tổ sư của Phật giáo Mật tông tây tạng sinh ra không biết ngài sinh ở ở đâu ai là cha mẹ à, một hôm thì người ta đi qua cái ao sen nghe thấy tiếng khóc và đi xuống ao sen thì thấy ngài thì thấy một đứa trẻ nằm trên cái lá sen to đem về thì nấu cháo cho nó ăn những đồ có thịt có cá thì không bao giờ nó ăn cho ăn chay thì ăn lớn lên mười mấy tuổi xuất ra và học đạo trong viện đại học Nalanda của gì của Phật giáo Ấn Độ sau này sang gì Tây Tạng chuyển pháp trở thành một bậc gì tổ sư lỗi lạc của Phật giáo Tây Tạng cũng như gì? lịch sử Phật giáo thế giới chúng ta thấy không? À, sinh ra đã gì đan chay mà thậm chí sinh ra cha mẹ còn gì không biết cha mẹ là ai nuôi nó đã đem vứt ở trên gì để trên cái tàu lá sen ở dưới hồ sen Có người nghe thấy tiếng khóc đến thì nhặt đến nuôi về lớn lên thì đủ duyên xuất ra. Sau này trở thành một bậc gì? Một vị, một cây đại thọ ở trong gì? Trong tông môn. Phật Pháp nói chung. Rồi còn gì? Rất rất nhiều những tấm gương như vậy nữa. Chứ không phải là cứ ăn chay từ bé là yếu đâu. Các quý vị đừng có có lo cái điều đó. Chúng tôi cũng có mấy Phật tử hay lên chùa này. Ăn chay trường. Sinh con ra cũng cho ăn chay trường từ bé luôn cháu nó đợt vừa rồi tết lên thì chúng tôi thấy nó cũng khoảng độ tầm sáu bảy tám tuổi đó khỏe mạnh bình thường khôi ngô tuấn tú phải nói trí tuệ có thể hơn những đứa trẻ cùng trang đứa khác <laughs> đấy mới có từng tí tuổi thuộc chú đại bi thuộc chú lăng nghiêm tôi bây giờ còn chưa thuộc chú lăng nghiêm đâu vì tôi chưa thuộc tôi chưa tụng chú lăng nghiêm bao giờ cho nên tôi còn chưa thuộc uh, chú lăng nghiêm mà mà cháu nhỏ mới 7-8 tuổi như thuộc đại bi thập chú thuộc chú lăng nghiêm thuộc kinh a di đà thuộc lầu lầu luôn chứ không phải là nhìn sách nữa bảo tụng hội nào chú lăng nghiêm chú ấy tụng luôn bảo tụng nào đoạn nào chú đại bi chú ấy tụng luôn bảo tụng đoạn nào kinh a di đà chú ấy tụng luôn đó cho nên ở đây mới nói gì? tâm ngộ tâm mê đều là phật ngộ rồi mới biết phật ở tại tâm phật ở tại trong tâm mình ngộ thì chúng ta biết ở ngay tại tâm mình chứ không phải là cứ phải là như ở người đời nói là thế này thế nọ thế kia nói là phải không ăn không sinh hoạt như thế làm sao đủ sức khỏe làm sao đủ trí tuệ làm sao gì muốn tu cũng phải gì phải ăn mới tu được chứ vì có một số khá đông các phật tử đến nói với tôi thắc mắc với tôi nói rằng bạch thầy có hòa thượng với có thượng tọa đại đức lên giảng và nói với chúng con như thế này thân mà không khỏe làm sao mà truyền được đạo và tôi hỏi là vì sao các cụ lại nói thế các phật tử nói rằng các thầy ấy giảng với con là gì? thân mà không khỏe thì không thể truyền được đạo cho nên chúng tôi phải gì phải gì phải ăn thịt phải uống rượu chúng tôi bây giờ đi tu này làm rất nhiều công việc này làm rất nhiều công việc Phật sự này các bà không thấy chúng tôi đi suốt ngày cúng bái lễ bái cho dân này lo xây chùa cảnh này làm việc giáo hội này đám tang độ phúc này vân vân cái gì cũng đến gì đến chúng tôi nếu mà chúng tôi ạ không ăn thì lấy đâu là sức khỏe để mà phục vụ nhân dân phục vụ chúng sinh để mà gì truyền bá đạo pháp phục vụ giáo hội vân vân cho nên các phật tử lúc đầu nghe thế như thế thì cũng nghĩ là ừ cũng đúng à, không ăn thì làm sao có sức khỏe cũng như mình mà các thầy cũng là người mình cũng là người các thầy cũng là người mình phải ăn mình mới có sức khỏe các thầy cũng phải ăn mới có sức khỏe cho nên thôi cũng gì ập ừ bỏ qua nên khi tụng kinh địa tạng hoặc là gì nghe pháp thật sự tức là nghe những bài pháp thật sự á thì mới biết rằng đấy chỉ là những gì những lời duẩn định lừa gạt gì chúng sinh của một số các quý thầy gì? không thực sự tu theo chính pháp của Phật mà thôi hết chuyện đang nói về cái vấn đề nếu chúng ta mà biết đặc biệt là gì chúng ta phải nuôi lớn lòng từ của mình học muốn xuất ra hai người mới thì mới quy tam bảo phát nguyện thọ năm giới để làm đệ tử cư sĩ yêu bà tắc yêu bà di tại gia của đức phật đó thì năm giới đó giới thứ nhất chúng ta thế thứ nhất là không sát sinh sát là đầu trong tất cả nghiệp ác thì nghiệp sát là gì là đầu cho nên đoạn trừ được hai cái nghiệp đó thì chúng ta có cơ hội về với Phật chưa đoạn trừ được thì chúng ta còn phải tu, đó, còn phải tu chắc chắn rồi. cho nên chúng ta bây giờ ở đây tất cả đều đều là phải tu, tu tức là sửa. Hôm nay chúng ta chưa sửa được thì chúng ta phải cố gắng để ngày mai sửa. Ngày mai chưa sửa được thì cố gắng ngày kia sửa. thậm chí kiếp này không chưa sửa được thì phải cố gắng kiếp sau phải. Phải quyết tâm sửa được Đừng có đi thụt lùi Đừng đi thụt lùi Cố gắng hay gì Khó khăn gian lao vất vả cũng Đến đâu cũng phải gì Cố mà gì Hướng về phía trước Tức là hướng về với gì Với ngôi nhà của Của Tam Bảo Ngôi nhà của gì? Phật Pháp Để mà gì? tiến lên Đừng có đi giật lùi Hay đừng có rẽ bên trái Cũng đừng có rẽ bên phải Khi chúng ta biết Phật đang ở phía trước Thì Cho dù thịt nát xương tan Còn lê được bước nào Cũng cố mà lê đi bước đó về gì? về gần với Phật hơn vì Phật đang ở phía trước. Do cho nên ở đây chúng tôi chỉ dẫn cái gì? bài khai thì nói gì ngộ rồi mới biết Phật tại tâm tâm tịnh sinh kia thường chẳng mộng tâm mà thanh tịnh á, thì sinh gì được sinh về cõi tây phương cực lạc thế giới thì không bao giờ bị gì mộng ở đây là gì mộng ở đây là chỉ cho cái sự gì? mê mờ Giống như người ngủ mê chúng ta gọi là gì? nằm gì ạ? À? Ngủ mê chúng ta gọi là nằm gì các quý vị nhỉ? nằm mộng. Ngủ mê chúng ta gọi là gì? nằm mộng hay là như một gì cuộc đời thoáng qua như một giấc gì? Như một giấc mơ hay còn gọi là giấc mộng. Như một giấc mộng dài. Cuộc đời của chúng ta là một giấc mộng dài. Còn giấc mơ đêm hôm qua là một giấc mộng gì? Giấc mộng ngắn hôm qua nếu các phật tử chúng ta có ai đã từng ngủ mơ tối hôm qua chúng ta mới thấy rằng là mình ai mà ngủ mơ thấy điều tốt thì chúng ta thấy vui mừng đến sáng hôm sau vẫn còn vui ngày hôm nay bây giờ vẫn còn vui và vui cho đến gì mấy ngày hôm nữa bao giờ chúng ta mơ thấy một giấc mơ gì một giấc mơ xấu đè lên đó chèn vào đó nó mới nhường chỗ gì mới nhường chỗ lo âu sợ sệt cho gì cho cái giấc mộng hôm trước tại nên giấc mộng giấc chiêm bao của chúng ta trong đêm hôm qua hay là đêm mấy hôm trước hoặc là đêm hôm nay đó là một giấc mộng ngắn cuộc đời của chúng ta này cho dù một trăm năm đức phật nói đó cũng chỉ là một giấc mộng trong một chuỗi dài sinh tử vô cùng vô tận nếu chúng ta không biết gì không biết tu không biết nhận là gì nhận chân được tâm ngộ tâm mê đều là phật không thấy được rằng á ngộ rồi mới biết Phật tại tâm á thì chúng ta vẫn bị lưu chuyển trong vòng xoáy sinh tử luân hồi khổ đau vậy. Nếu chúng ta nhận được sống được với nó thì dần dần á tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc bỏ ác làm lành lánh giữ hành thiện dần dần tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh chúng ta niệm phật à, ngày ấn quang đại sư nói gì nói là niệm phật thành phật ấn quang đại sư có đôi câu đối rất hay đó là gì? niệm phật phương năng tiêu túc nghiệp kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm Thế nào là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp? Tức là người niệm Phật đó phương năng. Phương năng tức là có thể. Người niệm Phật có thể gì? Tiêu túc nghiệp tức là tiêu được nghiệp gì? Nghiệp đời trước. Tiêu túc có nghĩa là trước. Tiêu túc nghiệp tức là tiêu nghiệp đời trước. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, tức là niệm Phật có thể mình cứ nói thẳng là niệm Phật gì. Chắc chắn sẽ gì? Sẽ tiêu được nghiệp gì? Nghiệp trước. Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Kiệt tức là dốc kiệt lòng thành. Dốc chọn lòng kính đó. Đó gọi là gì? Gọi là kiệt. Dùng tất cả gì? Sức lực của mình, tâm huyết của mình, trí nguyện của mình. Mà gì? Mà trí thành niệm Phật. Tôi gọi là kiệt. Chí thành lễ Phật Gọi là kiệt Chí thành gì Tán dương khen ngợi cung kính cúng giảng Lễ lại gì Tam bảo đó gọi là kiệt Kiệt thành Tức là dùng tất cả cái tấm lòng thành Không còn gì Một chút mảy may cái chỗ gì Chỗ biếng lười Không còn một chút mảy may cái chỗ gì Cái chỗ gọi là trong nhà Phật gọi là gọi là gọi là giải đãi à, trong nhà Phật gọi là giải đãi không còn một chút mảy may cái tâm tư giải đãi thì đó gọi là gì kiệt thành tự khả chứ tự khả có nghĩa là tự có thể chuyển được gì tự nó có thể chuyển được tâm gì cái tâm phàm phu của mình thành tâm của bậc gì bậc hiền bậc thánh bậc a la hán bậc bích chi Phật bậc Bồ Tát cho đến thành bậc cao nhất đó là gì Bậc Phật đó các quý vị Cho nên ấy, Dùng Cái tâm gì kiệt thành đó Thì chắc chắn sẽ chuyển được cái tâm gì ấy, Phạm phu của chúng ta trở thành Tâm thánh Tâm Bồ Tát và tâm Phật vậy Cho nên mới nói là gì? tâm tịnh sinh kia Thường chẳng mộng Lo chi khổ cực với biển sầu Đã được sinh về Tây phương cực lạc thế giới với Đức Phật A Di Đà về với đấng từ phụ của chúng ta rồi, chúng ta là đệ tử của ngài rồi, được ngài giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho chúng ta rồi, liền chứng được quả vô sinh pháp nhẫn rồi lên hàng thất địa Bồ Tát, tu cho đến ngày thành Phật không bị thoái chuyển nữa, cho nên mới gọi là lo chi khổ cực với biển sầu. Về Tây phương cực lạc thế giới không còn một chút khổ đau không còn một chút lo âu không còn một chút sầu não nữa thì lo chi cái việc gì cái việc khổ đau ở trong biển sinh tử luân hồi sinh tử tử sinh ở thế gian này vậy không còn nữa chắc chắn không còn nữa cho nên thì mới nói là gì? tâm tịnh sinh kia thường chẳng mộng lo si cổ cực với biển sầu lại như thế rồi nữa bởi tại tâm mê lòng giấy khởi câu trên ý trên thì đoạn trên là nói gì nói là tâm gì tâm ngộ thể sinh kia thường chẳng mộng lo si khổ cực với biển sầu còn ở đoạn dưới là nói gì nói gì đối lại với tâm ngộ là gì? tâm mê của chúng sinh biết rằng tâm ngộ tâm mê đều là phật đó nhưng mà chúng sinh do không không ngộ được vì đâu? Vì tham sân si Vì như đứa trẻ lúc nãy tôi đang nói là gì? Cha mẹ mới sinh Vốn là gì? Vô ký Nhưng do cha mẹ dần dần tập khí cho con Sắt từng miếng thịt của gì? Thịt lợn hay thịt gà hay là cá vân vân Nó đem sắt, đem giã, đem xay ra Để gì? Cho vào cháo, nấu cháo cho con Nó ăn gì? Ngày đầu thì nó cũng không biết mùi vị gì đâu Nó cứ ăn nó thấy ngọt ngọt nó ăn thôi rồi lớn lên ăn dần ăn dần Lâu ngày thành quen Nếu hôm nào mà nấu chỉ nấu thì cho cháo vào Nấu không không có chút thịt gì Cho vào miệng nó liền lẻ ra Vì nó không ngửi thấy cái mùi ngọt ngọt Cái mùi thơm thơm tanh tanh đó nữa Cho nên Tập khí ác Ai ban cho nó Ai trao cho nó Chính người làm cha làm mẹ Dần dần trao cho nó Lớn lên một chút nữa Hai ba bốn năm sáu bảy tuổi gì đó Người làm cha làm mẹ sợ con mình sau này không biết làm việc ác hay sao ấy. Cho nên gì khi giết gà mổ lợn còn gì, còn cho con nó xem. À, hôm rồi tôi xem một cái thông tin. À, một cái uh, trường dạy trẻ, mẫu giáo, lớp từ 3 tuổi đến lớp 5 tuổi, 6 tuổi gì đó. Tức là trước khi các em nó vào học lớp 1 đó, từ 3 tuổi đến này. Đến trước lớp 1 hình như là đến lớp 5 đầu sang lớp 6, đầu đầu 6 tuổi thì phải. Các thầy cô giáo ở cái trường đó thì các con biết là cái Tết truyền thống của dân tộc. Cho nên đó, đưa các con nó đến thì đầu tiên là đến gì? Đến tham quan lò mổ. Vì sao mà đưa các con nó đến tham quan lò mổ? Vì các thầy cô giáo nghĩ rằng đầu tiên là đến tham quan lò mổ sau đó thì nói cho các con nó rằng ấy vì đâu mà có gì những miếng thịt để gói bánh trưng và cho tham quan lò mổ xong tận mắt các con nó nhìn có đứa nó sợ nó nhìn thấy nó khóc té le lên có đứa thì nó che mắt lại nhưng cũng có đứa gì nó thấy hay nó vỗ tay gì nó cười nó ôi hay quá hay quá đó gì nó cười cũng là một cảnh giới Hãi hùng như vậy hiện ra trước mắt của những đứa trẻ. Đứa thì che mắt lại, đứa thì sợ quá khóc, còn đứa thì gì? Vỗ tay cười. Hôm nay, chúng ta dạy cho lớp trẻ của đất nước chúng ta như vậy. Ngày mai, không có những kẻ gì giết người cướp của, không gớm tay, không chớp mắt mới là lạ các quý vị. Tại sao chúng ta không dạy cho các con Các em nhỏ Các em thơ đó gì Đạo đức Những lối sống lành mạnh Chúng ta có thể kể sơ sơ là được rồi Lấy bánh trưng ra gói Cho các con nó xem Bảo nó cách cũng được gói được cái bánh trưng Là phải phải giết gì Con lợn như thế như thế Xong mới gì mới có thịt Có thịt mới đem gì Về gói bánh trưng được Không cần phải dạy những đứa bé cách đó Theo chúng tôi là như thế còn ở thế gian thì không biết họ nghĩ thế nào cũng có thể các thầy các cô đó nghĩ là gì đấy là việc tốt cho đứa trẻ sau này sau này nó phải học cách sinh tồn cho nên phải đưa nó đến đó thì tôi thì cái đấy thì thôi chịu bó tay ai gì đà phật <laughs> đấy thì chịu không thể nói gì được với nhau nữa đó. nhưng tôi thấy thì cách giáo dục đó rất là lạ rất là lạ báo chí đăng lên hà nội chứ không phải là À, tự tôi nghe người ta nói đâu Đọc trên báo là nó Có cả hình nhảy hoàn là nó Đấy Tập khí của người làm cha làm mẹ Người làm thầy làm cô Truyền vào đầu những đứa trẻ Đầu tiên là gì? Cho ăn Rồi khiến cho nó thấy Lớn lên Một chút Năm 13, 14, 15 tuổi là gì? Cha mẹ bận thì bắt nó gì? Bắt nó làm tập khí ác từ đâu mà có từ đấy mà thành và dần dần chúng ta quen đi và nghĩ rằng chúng sinh sinh ra ở trên cuộc đời này những loài cầm thú cầm là loài chim thú là gì những loại thú bốn chân như con chó con mèo con lợn con con dê con trâu con ngựa con bò vân vân sinh ra là để gì phục vụ loài người còn sống chúng ta cần thì chúng ta gì sử dụng nó vào mục đích của chúng ta. Con trâu còn khỏe chúng ta gì lợi dụng được nó thì dùng để cho nó kéo cày. Con bò còn gì còn cho ra sữa thì chúng ta lợi dụng nó để để cho ra sữa. Khi hết lợi dụng rồi, chúng ta sẵn sàng cho vào lò mổ để giết thịt nó. Và cho đó là tạo hóa sinh ra mày như thế. Còn tao tao là gì? Người có phúc tao là người được định đoạt quyền sống của chúng mày rồi các quý vị sẽ thấy một khi chúng ta hết phúc đi nghiệp báo đến chúng ta đi trả nợ oan oan tương báo biết bao giờ mới trả hết trong kinh đức phật có kể câu chuyện vì sao vua tỳ lưu ly lại giết gần hết gần sạch gì dòng họ thích ca mặc dù Đức Phật khi đó ngài thành Phật vẫn còn trụ thế ở đó ba lần Đức Phật gì thì hiện ngồi thiền trước đường cản đường để, để ngăn cản Vua Tỷ Lưu Ly đem giết gì đem chiến tranh giết sạch dòng tộc thích ca nhưng Vua Tỷ Lưu Ly vẫn gì vẫn không gì thoái chí vẫn không hết cái thù hận thù hận vì đâu mà có có nguyên do nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến đời này kiếp này à, chúng ta thấy dòng tộc Thích Ca. Khi xưa là gì? đem à, gả mẹ của vua Tỷ Lưu Ly. Ấy. Vua Tỷ Lưu Ly khi mẹ của ngài ấy, thì danh chính ngôn thuận đưa đi từ dòng tộc Thích Ca thì vẫn nói là công chúa. Nhưng thực tế thì cháu đổi người hầu để để gả xuống cho gì cho cái 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 đức vua ở đất nước ấy ở thành xá vệ ấy vua tỷ lưu ly chính là gì là vua của nước Xá Vệ, nơi Đức Phật thuyết kinh nha Di Đà đó. Bố của vua Tỷ Lưu Ly là ông ông vua đó trước thì rất là gì? mộ Phật, tín Phật. Nhưng mà đến đời vua Tỷ Lưu Ly vì sao mà hận? Nói là đời trước kiếp trước, nhiều đời trước kiếp trước về trước là Tỷ Lưu Ly vốn là gì? Là một con cá rất to ở trong một cái gì? cái hồ. Mấy năm trời hạn hán cái hồ cạn hết, dân chúng ở làng trài đó ở ven hồ đó ra gì bắt cá để ăn khi mà nước nó cạn xuống thế đấy thì và con cá đó chính là tiền thân của tỷ lưu ly cả xóm trải bắt con cá đó lên để ăn bây giờ đức phật thích ca mâu ni chúng ta đang hành bồ tát đạo vốn cũng là một gì một anh chàng thanh niên đi chơi về thấy gì cả làng xúm nhau lại tưởng là cái gì anh chàng thanh niên nó vào thì thấy thì cả làng bắt được con cá rất to vị thanh niên anh chàng thanh niên đó nhìn thấy con cá đó được bị bắt vừa bắt lên bờ đang gì đang dãy ruộng đi sang gì Nhìn ngó đi quanh một hai ba vòng gì đó và gì, gõ vào đầu con cá gì. Ba cái và gì, bỏ tay khoanh tay sau dưng bỏ tay chặt cánh khỉ sang tay như này để gì, để lững thững bước đi. Như khi cả làng giết con cá đó thì cả nhà ngày cùng ăn, cả làng cùng ăn nhưng mà riêng ngài thì ngài không ăn. Cho nên chúng ta thấy sau này tất cả đều được chuyển thế làm gì, làm người những người bị giết của dòng tộc thích ca chính là những người ở làng trài kia vậy nhiều đời nhiều kiếp trước mà đức phật nói ở trong kinh kia vậy còn á, vua tỷ lưu ly chính là con cá gì con cá to nhất ở trong cái hồ kia quân binh của vua tỷ lưu ly chính là gì là tôm thép cua cá ở trong cái hồ kia mà đều bị dân làng trài ăn kia vậy cùng mang mối hận với nhau để trả thù cho nên đời này kiếp này cùng được làm người nhưng mà mối hận chưa hết cộng với cái hận gì dòng tộc thích ca cháu công chúa để cho gì cho mà nàng hầu xuống làm vua à, làm vợ vua ở thành xá vệ đó mà khi mà nhân dân ở nơi đó phát giác ra và biết đó thì khi đó bây giờ tỷ lưu ly li đã được sinh, sinh ra rồi nhưng mà bị cả gì dòng tộc với mọi người đều khinh bỉ quay rẻ nhưng sau này tỷ lưu ly li dùng cái sức mạnh của mình trí tuệ của mình và cái phúc báo đời mình ở đời trước cũng do tu tập cho nên là cướp được ngôi gì, ngôi vua lên làm vua cho nên á, cái tâm độc ác và thù hận của ông với gì, với hoàng tộc bên này và với dòng tộc thích ca vô cùng, cho nên đem binh gì thảo phạt, Đã. có nguyên do cả đời trước với cả đời này như thế, cho nên á, giết gần sạch dòng họ thích ca, đó chính là gì nhân quả với các quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng là gì? nhân quả không có kinh phật đã chứng minh rất rõ ràng ở trong đó cho nên ở đây chúng ta mới nói với nhau này là nếu mà tâm mê lòng giấy khởi thì tựa sóng ba đào khuấy đục trong tựa sóng ba đào sóng ba đào là sao tức là sóng trước xô sóng sau gọi là gì sóng ba đào tự nói gì khuấy cái nếu mà sóng to thì tự nó khuấy gì nước đục ở dưới gì dưới đáy sông lên sóng nhỏ thì nó tạm thời lắng trong một chút nhưng mà gặp sóng to nó lại khuấy đục lên cho nên tâm mê thì lòng tà giấy khởi giống như sóng ba đào tự khuấy đục trong vậy nay chúng ta dạy con dạy cái mà không biết dạy một mai nó hư hỏng nó độc ác tất cả đều do chúng ta vậy đừng có gì than thân trách phận đừng có oán trời trách đất tại sao lại ông gì ông không công bằng thế đừng không phải trời phật không công bằng các quý vị trời phật luôn luôn công bằng Giống như cái cân đó Nói gì? Nó không thiên về bên đàng quả cân Cũng không thiên về bên gì? Bên cái bản cân Bên nào gì? Nặng hơn thì nó gì? Nó sẽ chìm xuống bên đó Bên nào nhẹ hơn thì sẽ bị ngẩng lên cao mà thôi Trời Phật Cũng gì? Cũng bình đẳng như thế Ngài đâu có phải là một gì? Một vị tà thần hay một vị quỷ thần xuất hiện ở thế gian để ban phúc giáng họa đâu mà chúng ta kêu là gì trời đất thần linh ơi tại sao không công bằng tôi sống như thế như thế tại sao lại để cho tôi khổ đau như thế như thế không có cái chuyện như thế đâu <laughs> tất cả cái gì cũng kêu như thế như thế cho nên tôi mới nói là không có cái chuyện như thế đâu <laughs> Đó. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về tâm mê. Chúng ta khởi tâm mê thì giống như gì? Giống như chúng ta gì? thấy sóng tự khuấy đục trong ở trong gì? Trong lòng hồ của nó vậy. Từ đó mà sinh ra gì? Dị kiến. Từ đó mà sinh ra dị cái dị gì, gì, gì? Dị tức là cái nhìn nhìn thấy gì? Thiên tà khác lệch đi. Cái dị kiến Tức là Phật thì nói gì? Nói về chân lý. Nhưng chúng ta gì? Lại biến chân lý của Phật thành một gì? Một cái thấy khác. Rườm rà hơn, phức tạp hơn, sai lệch gì? Sai lệch đi với gì? Với cái lời tuyên thuyết từ kim khẩu của Đức Phật. Đó cho nên gọi là sinh ra dị kiến. Tức là cái thấy gì? Sai lệch. Và cho là gì? Cho cái thấy sai lầm của mình là đúng và cho cái thấy gì của phật bồ tát là sai đó gọi là dị kiến từ đó mà sinh ra dị kiến chấp vào thấy nghe hay biết tức là chấp vào gì thấy là do mắt mà thấy nghe là do tai mà mà thành hay tức là do gì do cái duyên lự tâm ngài trung phong nói do duyên lự tâm gì thông qua gì nhãn nhĩ tị thiệt thân ý mặt na a à lại ra thức và nhận đến 51 thức tâm sở nữa mà thì dần dần huân tập mà mà thành đó gọi là hay biết do duyên lự tâm đem đến thì cái thấy cái hay biết đó không phải là là thật đâu cho nên ở trong kinh kim cương đức phật muốn phá cái sự chấp trược của một số các tỷ khiêu và một số các gì các cư sĩ tại gia tu tập một được một thời gian rồi chấp vào gì chấp vào nhân chấp vào ngã chấp vào pháp chấp vào công đức tu hành bấy lâu của chúng ta là gì là có công năng có năng lực có đạo hạnh chấp vào bốn năm mươi năm của chúng ta là phải được gì được mọi người cung kính mọi người lễ bái mọi người cung phụng mọi người cúng dường chấp vào mấy mươi năm học Phật làm việc phúc của chúng ta là là công đức vô lượng cho nên trong thời 22 năm nói kinh bát nhã kinh kim cương chính là gì? được trích ra từ ở trong gì? một phần của bát nhã cho nên kinh kim cương đức phật nói là gì ai dùng sắc thấy ta dùng âm thanh để cầu ta kẻ đó hành thế. hành tà đạo nhấn đến cũng trong kinh như đức phật nói rồi từ trước đến nay như lai chưa từng nói một lời thì lấy đâu là là pháp lấy đâu là phi pháp <laughs> đấy chúng ta thấy không vì sao trong kinh uh, kim cương đức phật là gì lại phủ nhận tất cả mấy chục năm thuyết pháp trước đây của mình ngài nói là ta chưa từng nói một lời thì đấy lấy lấy đâu là pháp lấy đâu là phi pháp chưa từng nói một lời vậy nếu chấp vào gì thấy nghe hay biết thì chúng ta đứng dậy để cái Phật lúc đó là gì nếu có chúng ta nói chúng ta đứng dậy để cái Phật là gì Phật nói thế là vọng ngôn Phật nói đấy là gì là sai sự thật mấy chục năm vừa qua gì Phật nói gì bao nhiêu kinh điển kia rồi Phật nói chỗ này, nói chỗ nọ, nói chỗ kia giảng tứ đế độ cho năm anh em kiểu trần như nói về 37 phẩm chờ đạo, nói về thập nhị nhân duyên và nói về vân vân và vân vân. Cho nên nay Phật nói là Phật chưa từng nói một lời như vậy là Phật nói vọng ngữ. Nếu chúng ta lấy kiến thức thấy nghe hay biết như thế mà học Phật mà định hiểu Phật thì chắc chắn chúng ta không bao giờ đi về gì đi về ngôi nhà của phật được mà mãi mãi ở lại trong ngôi nhà tam giới này thôi các quý vị mà ngôi nhà tam giới thì đức phật nói gì tam giới vô an do như hỏa trạch tức là gì ba cõi không yên giống như người ở trong ngôi nhà lửa vậy các quý vị các quý vị hãy thử tưởng tượng xem một ngôi nhà đang bốc cháy hừng hực như vậy chúng ta có chui vào gầm bàn có yên không không yên chui vào nhà vệ sinh có thoát không chẳng thoát chú vào gầm giường chú vào hòm vào tủ đậy nắp lại khóa tủ lại có thoát được không không thoát đâu không thoát đâu cho nên đây đức phật nói là ba cõi không yên ba cõi đây là gì dục giới sắc giới và vô sắc giới đều không yên giống như ở trong nhà lửa vậy đó chính là câu đức phật nói trong diệu pháp liên hoa kinh tam giới vô an tam giới vô an do như hỏa trạch tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa các quý vị đó cho nên ở đây chúng tôi nói là nếu mà chấp vào thấy nghe hay biết mà cái thấy bằng con mắt cái nghe bằng cái tai cái hay bằng cái gì cái tâm duyên lự ấy, cái biết bằng cái ý thức tâm viên ý mã đó tất cả đều là gì là sai tất cả đều là sai kiến thức do học tập mà có chỉ là tạm thời kiến thức do tu tập mà thành thì mới gì mới là của chúng ta kiến thức do học tập các vị nhớ nhé kiến thức do học tập chỉ là gì tạm thời sử dụng được nó làm phương tiện sử dụng nó mà thôi còn kiến thức do gì do tu tập mà ngộ đạo đó mới là của chúng ta theo chúng ta mãi mãi đời này có kiếp khác không bao giờ mất còn kiến thức do học tập bằng văn ngôn cú nghĩa do ông thầy truyền cho thì nó chỉ là phương tiện nếu khéo biết thì giống như người dùng nó để bơi thuyền qua sông mà thôi còn nếu chấp vào nó bơi thuyền qua rồi vẫn vác qua sông rồi vẫn vác theo chiếc thuyền để khề nệ để đi trên á bờ thì chắc chắn chúng ta thì sẽ không đi được bao xa đâu các quý vị cho nên trong kinh Phật mới nói gì trong kinh Kim Cương Phật mới nói gì trong suốt những năm qua như lai chưa từng nói một lời là như thế để phá gì phá những cái chấp gì cái sự chấp cho một số những vị đệ tử tu hành chưa đắc đạo của mình vì sao chưa đắc đạo vì chấp là mình là người tu hành lâu năm chấp là mình là bậc đạo cao đức trọng niên cao lạp trưởng cho nên phải được gì phải được cung kính phải được cúng dường và phải được tán thán trước đại chúng phải được có vị thế trước gì ở trong chúng trước đại chúng này phật còn phủi hết công đức của ngài đi thì huống chi mấy gì mấy quý thầy tu hành mấy chục năm đó thì cũng gì phật còn phủi thì mình giữ để làm gì cho nên từ cái chỗ đó liền gì dùng hai từ buông xuống do các ngài dùng được hai từ gì vận dụng được hai từ buông xuống ngộ nhập hai từ buông xuống cho nên tâm được rộng rang từ đó gì chứng đắc gì chứng đắc tính không của bát nhá liền vào gì liền vào cảnh giới của các vị đại thánh a-la-hán và bồ-tát nhấn đến là gì hướng tới quả Phật chúng ta thấy không? Phật dùng phương tiện giáo hóa độ sinh chẳng chấp vào văn ngôn cố nghĩa lời nói văn tự chúng ta mê thì chấp là có văn ngôn cố nghĩa danh tự Phật giác ngộ rồi tất cả cái đó giống như chiếc thuyền để bơi qua sông mà thôi qua rồi thì liền bỏ mục đích chúng ta đã gì, đã thành rồi thì phải bỏ cho nên ở đây mới nói gì do chúng sinh chúng ta mê lầm nhận vọng là chân chấp và thấy nghe hay biết cho nên chúng ta nhận vọng là chân nhận vọng vọng tức là gì? vọng tức là chỗ sai lầm chỗ mê lầm chỗ vọng chấp cho nên gọi là nhận vọng là chân rồi gì Sáu căn đuổi theo sáu trần mà sinh ra sáu thức. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý gọi là sáu căn. Đuổi theo sáu trần là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc và là gì? Là pháp. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm gì? Nếm vị. Và thân thì chạm xúc. Và tâm thì cảm gì? Cảm nhận. À, yêu ghét vui buồn à, nóng giận hay tức tối vân vân đó gọi là gì sáu căn đối với sáu trần mà sinh ra gì sáu thức rồi tham đắm gì đắm theo ngũ dục ngũ dục là gì là tài sắc danh thực và thùy. tài tức là tiền tài sắc là sắc đẹp nam nữ hay là sắc đẹp nhấn đến sắc đẹp gì mê sắc đẹp mặc về gì y phục này cũng là gọi là gì thực tức là tham về gì ăn uống lúc nãy tôi nói khá nhiều về gì về ăn máu huyết chúng sinh đói tài tham sắc đẹp tài tức là tiền tài đó của cải đó Và mẹ vợ con người thân cũng chẳng gì chẳng dám xả bo bo một đồng một cắc cũng chẳng cho những kẻ đấy chết đi gì chết đi đọa vào dàm đường quỷ đói <laughs> các quý vị muốn làm Lời chúng tôi gì? dựa theo lời Phật mà giảng á, thì cứ giữ đi. Rồi một ngày nào đó thần chết đến dắt mũi sành sạch lôi đi. Kéo cổ sành sạch lôi đi. Ném chúng ta gì? Ném cái thức nghiệp của chúng ta, thần thức của chúng ta vào trong gì? Cái biển, biển nghiệp đó. Rồi trải qua 49 ngày định nghiệp gì? Ông này, bà kia, anh nọ chị ấy vân vân do đời trước là gì nó tham lam tiền tài của cái bo bo giữ lấy cho mình không bỏ không xả cho nên nay gì diêm vương bảo với ngục tốt rồi thôi vứt nó vào con đường gì quỷ đói vì cái tội gì đến cha mẹ cũng chẳng gì khư khư giữ lấy gì không dám cho cha mẹ gì ăn uống không dám cung phụng nuôi dưỡng cha mẹ tiền thì cứ cất giữ bao bao ở trong gì trong hòm trong két gửi quỹ ngân hàng tiết kiệm vân vân những kẻ bo bo tham lam bọn xẻn như thế trong kinh nhân quả đức phật nói sau khi chết đi đọa vào trong đường quỷ đói lúc đó ăn năn rên la đau khổ cũng thật khó có thể ai cứu được ngay mà phải trải qua một thời gian gì thời gian dài chịu đựng như thế à, họa may mới có gì phật pháp quang minh ánh sáng của phật pháp chiếu soi đến mới thì mới độ được cho cho nên ở đây mới gì tham mê về tài sắc danh thực thủy đây gọi là tham đắm trong ngũ dục mê mờ chẳng bỏ nhận giặc làm cha những kẻ đó gọi là nhận giặc làm cha ngũ dục đó chính là gì là giặc nay chúng ta lại nhận nó là gì là cha của mình, là bố của mình, là mẹ của mình, là người gì? là người chúng ta trân trọng nhất, chúng ta gì giữ gì nhất đó chính là gì? không phải là cha mẹ đẻ thật mà gì? coi tiền tài, coi ngũ dục đó là gì? như là cha mẹ mình Cảnh giặc làm cha xuống lên trong sáu nẻo luân hồi đó sáu nẻo luân hồi từ đâu mà sinh ra? từ tham đắm ngũ dục lục trần nhận giặc làm cha do đó mới gì lặn hộp xuống lên trong sáu nẻo luân hồi trời người atula địa ngục ngạ quỷ xúc sinh đó các quý vị từ đó mà gì mà khổ cực hiện ra từ đó mà khổ cực hiện ra nay chúng ta sở dĩ vì sao mà khổ từ tết đến giờ tôi thì rất nhiều phật tử đến kêu với chúng tôi là thầy ơi con khổ lắm từ đâu mà ra từ đây này từ bài giảng này này mà ra này các vị nghe đi suy nghĩ đi nghe đi nghe lại nhiều lần vào được ngộ được á mà tu tu được thì dần dần sẽ thoát khổ thôi bằng không thì chúng ta vẫn để cái chui đầu vào đó nhận giặc làm cha xuống lên gì lặn hộp trong sáu nẻo luân hồi từ đó mà khổ cực hiện ra nào là sinh già bệnh chết cầu bất đắc cầu mong chẳng được vân vân đó nói về tám khổ và hôm nay thời gian đã hết, bắt đầu từ mai chúng ta sẽ học gì? Từ chỗ nào là sinh, già, bệnh, chết, nói về các khổ của chúng sinh. Thì hôm nay đã hết giờ chúng ta xin nghỉ ở đây. Chúc các quý vị một buổi tối vui vẻ, an lành và hạnh phúc. A di đà Phật. sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sinh về nước cực lạc